À, xin chào quý nhà đầu tư. Chúng ta lời đầu tiên là xin chúc mừng các nhà đầu tư. Chúng ta đã có 6 tháng đầu năm 2021 có thể nói là rực rỡ nhất trong nhiều năm của chứng khoán Việt Nam. Thì đây là cái thời điểm rất là phù hợp để mà chúng ta cùng ngồi lại với nhau để điểm lại xem thử là chúng ta đang ở đâu về mặt kinh tế vĩ mô cũng như là thị trường chứng khoán. Và đồng thời là chúng ta xem thử là 6 tháng cuối năm, chúng ta nói nôm na nhanh là chúng ta nhìn thử là bức tranh vĩ mô thế giới Việt Nam và thị trường chứng khoán có những cái câu chuyện gì để chúng ta cần lưu ý với nhau, và từ đó cũng gợi mở ra một số cái ý tưởng về quản lý tài sản và đầu tư như nào. Thì trong suốt chương trình này là chúng ta sẽ có thời gian khá là thoải mái từ 3 giờ rưỡi đến 5 giờ rưỡi nhé, 2 tiếng để chúng ta thảo luận cho nó cặn kẽ với nhau. À, đầu tiên trước khi đi vào chương trình thì cho phép mình được giới thiệu, hôm nay chúng ta rất là may mắn là có khách mời đặc biệt là anh Nguyễn Tú Anh, là Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp của Ban Kinh tế Trung ương đến với chúng ta ngày hôm nay. Ngoài ra thì đội ngũ chuyên gia của VNREX gồm có là anh Cao Minh Hoàng, là Giám đốc đầu tư của Công ty Quản lý Quỹ iBan, chị Hiền là Giám đốc của Khối Phân tích VNREX, anh Tuấn là trưởng phòng của Trung tâm Tư vấn Đầu tư VNREX, và tôi là Quang, là Giám đốc Khối Dịch vụ Đầu tư. Thì để cho nó có một cái sự tương tác hai chiều thì các quý nhà đầu tư là chúng ta cứ đặt câu hỏi liên tục lên trên cái hệ thống của Facebook Livestream nhé, thì tôi sẽ kiểm soát các câu hỏi đó và chúng ta sẽ khai thác các chuyên gia ở đây, đúng không? Rồi, đầu tiên thì xin thay mặt cho panel tôi sẽ điểm qua một vài cái thông tin cơ bản trước nha, trước khi chúng ta sẽ đi vào phần thảo luận. Chúng ta sẽ có 3 phần chính ha. Phần đầu sẽ là bức tranh lớn về triển vọng vĩ mô và thị trường tài chính thế giới với Việt Nam 2021. Xong phần này chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta thảo luận luôn với các chuyên gia. Sau đó đến phần 2 là định hướng về chiến lược quản lý tài sản với đầu tư như nào, một số ý tưởng như nào. Và phần cuối cùng thì sẽ có một cái phần thảo luận chung tổng thể luôn. Đấy, nhưng mà trong suốt quá trình đó thì các quý nhà đầu tư cứ đặt câu hỏi liên tục ha. Rồi, tôi đi vào phần đầu tiên nha. Thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút 6 tháng đầu năm. Thì tăng trưởng GDP của Việt Nam chúng ta 6 tháng đầu năm ta đạt là 5,6% so với cùng kỳ. Trong đó đóng góp lớn nhất là ngành công nghiệp và xây dựng tăng 8,4%. Còn những cái ngành khác như là dịch vụ thì bị ảnh hưởng bởi Covid khá nhiều nên là tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào con số này thì chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trong 6 tháng cuối năm để mà chúng ta đạt cái mục tiêu của Quốc hội đề ra năm nay là tăng trưởng 6,5%. Có một cái chỉ báo mà nhà đầu tư rất quan tâm trong suốt mấy tháng của 6 tháng đầu năm đó là lạm phát. Thì chúng ta có một con số rất là tuyệt vời là CPI 6 tháng đầu năm tăng chỉ có 1,5% thôi. Và đây là mức thấp nhất so với cùng kỳ trong suốt giai đoạn từ 2016 đến nay. Cái lạm phát này đạt được kiểm soát tốt là nhờ là cái giá lương thực thực phẩm nó giảm, trong đó là giá thịt lợn giảm rất mạnh. Nhu cầu tiêu dùng cũng bị thấp trong bối cảnh Covid và đặc biệt là các cái biện pháp kiểm soát lạm phát của chính phủ là rất là hiệu quả. Lãi suất thì chúng ta giữ được cái mặt bằng khá là ổn định và dự báo là 6 tháng cuối năm có thể sẽ nhích lên một chút nhưng mà vẫn khá là ổn định. Đây là một cái biểu đồ heat map để chúng ta nhìn cho nó dễ hình dung. Đây mình cốt lại từ Vera Asset để cho các quý nhà đầu tư có thể dễ nhìn. Con số chúng ta khó nhìn nhưng mà chúng ta nhìn thấy cứ cái chỉ báo này mà màu xanh nó nhiều thì có nghĩa là nó sẽ ngày càng tích cực hơn. Và chúng ta nhìn thấy trong suốt từ năm ngoái đến nay thì rõ ràng là các chỉ báo màu xanh nó ngày càng nhiều hơn. Có nghĩa là tình hình vĩ mô đang ngày càng tích cực hơn. Thế nên thời điểm này. Đây là điểm lại, đó là về vĩ mô Việt Nam. Còn đây là các cái sự kiện của thị trường chứng khoán thì chúng ta tính suốt từ năm ngoái đến nay, đúng không? Từ đầu năm 2020 thì những cái ô màu đỏ ở đây chính là những lúc mà xảy ra Covid, đúng không? Thì những lúc đầu là tác động rất là nhiều nhưng mà gần đây dù tình hình Covid rất là nghiêm trọng nhưng mà thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta có vẻ như là vẫn tăng trưởng khá là tốt. Có một cái chỉ số thông ghi nhận là trong 6 tháng đầu năm 2021 là VN-Index chỉ số của chúng ta tăng mạnh nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây.
Và so với các nước trong khu vực thì mình cũng là thị trường mà có cái mức tăng trưởng tốt nhất. Cái sự tăng trưởng này đến từ khá nhiều yếu tố, mà trong đó quan trọng nhất đó là cái số lượng của tài khoản mở mới của các nhà đầu tư cá nhân trong 6 tháng đầu năm là đến mức bùng nổ, nói chung là cứ trung bình một tháng là hơn 100.000 tài khoản mở mới, và con số kỷ lục của tháng 6 là hơn 140.000. Và hiện tại là về thanh khoản của thị trường chúng ta trong khu vực là đang nằm trong top của khu vực rồi. Chúng ta đã vượt qua một số thị trường trong khu vực như là Philippines, Indonesia, Malaysia. Chúng ta đang tiềm cận rất là gần với Singapore. Thế thì với cái số lượng nhà đầu tư nhiều như vậy thì mọi người có lo là có bị quá nóng hay không? Thì chúng ta có một cái mô hình khá là hay là trong các cái, tất cả các lĩnh vực mà mới thì người ta chia ra thành các cái nhóm người khác nhau, đúng không? Thì hiện tại là chỉ mới có khoảng độ 3,2% dân số Việt Nam có tài khoản đầu tư thôi, đầu tư chứng khoán thôi. Như vậy rõ ràng là chúng ta vẫn nằm nhóm rất là ít, đúng không? Thế thì nếu mà chúng ta so với ví dụ câu chuyện của Thái Lan, của Đài Loan chẳng hạn, thì Việt Nam của mình đang giống như Đài Loan ở cái năm khoảng độ 1980 thôi, là mới có khoảng một tỷ lệ dân số rất là nhỏ đầu tư chứng khoán. Bây giờ họ đã lên với một cái tỷ lệ rất là cao, chúng ta nhìn chúng thấy nó cột màu xanh này. Như vậy rõ ràng là chúng ta cũng đừng có sợ là thị trường chứng khoán Việt Nam quá đông người nóng này kia vân vân, không đến mức như vậy ha. Rồi, mặc dù tăng như vậy nhưng mà xét về định giá thì hiện tại PE của chúng ta chỉ ở mức khoảng độ 18,8 lần theo thống kê của trung tâm phân tích của VN-Index. Thì cái mức này so với trung bình của lịch sử là trung bình 5 năm là 16,5 lần thì nó cao hơn một chút. Nhưng mà nếu mà so với đỉnh dù hồi chúng ta đạt được năm 2018 là lúc đó PE khoảng sắp xỉ 22-23 lần thì hiện tại vẫn còn thấp hơn khá nhiều. Và đặc biệt là nếu mà chúng ta tính thêm cái lợi nhuận của năm 2021 thì cái mức này nó chỉ về mức đâu đó tương đương với cái trung bình 500 lịch sử của chúng ta thôi. Rõ ràng như vậy có nghĩa là định giá của mình cũng chưa có cao lắm, đúng không ạ? Nói chung là mức là vừa phải. Và nếu mà chúng ta so sánh với các thị trường trong khu vực thì cái tương quan giữa tăng trưởng và PE thì rõ ràng Việt Nam mình ở cái vùng tăng trưởng hấp dẫn mà PE cũng lại chưa phải là cao. Rồi nhìn 6 tháng cuối năm thì như nào? Thì dưới góc độ đầu tư thì chúng tôi hay nhìn cái biểu đồ mà Merrill Lynch người ta đã chọn về mặt chu kỳ. Tức là ở đây là có cái đường màu tím là tăng trưởng và đường nét đứt là lạm phát, đúng không? Thì nếu mà ta xét trên tương quan này thì cái tăng trưởng của mình vẫn ở mức mới giai đoạn đầu hồi phục và lạm phát thì vẫn ở mức thấp. Cho nên là cái lựa chọn tài sản đầu tư như cái kênh cổ phiếu là vẫn còn khá là hấp dẫn và phù hợp. Đó, đây là cái hình mà Fidelity người ta hay cập nhật các cái nền kinh tế. Thì Trung Quốc là người ta bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid, nhưng mà người ta đã vượt qua sớm nhất, người ta đang tăng trưởng ở mức mạnh nhất, sau đó là Mỹ và Canada. Ở đây trên đây có cái hình tôi vẽ đây là màu cam, đây là Việt Nam. Thì quan điểm của tôi cho rằng Việt Nam vẫn ở cái vùng giai đoạn đầu của hồi phục, thì có nghĩa là chúng ta cũng chưa có lo lắng lắm về cái chuyện là bị nóng quá hay như nào đó để mà lo lắng. Nói chung là kênh cổ phiếu vẫn còn khá phù hợp. Rồi tôi đi rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Và nếu mà tổng hợp lại các yếu tố hỗ trợ thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm thì có mấy yếu tố sau đây. Thứ nhất là cái dòng tiền cực kỳ dồi dào từ các nhà đầu tư cá nhân, nó sẽ giúp được là cái điểm tựa lớn cho thị trường. Môi trường lãi suất vẫn còn khá là thấp và ổn định. Thứ hai là định giá thì được hỗ trợ bởi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực thì như tôi vừa trình bày vừa rồi. Thứ hai là hệ thống giao dịch của HOSE cũng đã được nâng cấp và ổn định rồi. Với lại hiện tại có một cái nút thắt về dư nợ cho vay ký quỹ thì chúng ta biết là các công ty chứng khoán cũng đã lần lượt có kế hoạch tăng vốn hết rồi, thì trong 6 tháng cuối năm chúng ta sẽ có thêm một cái lượng dòng tiền khá là dồi dào để mà các nhà đầu tư có thể tận dụng ha. Ok, tôi đi điểm qua rất là nhanh thôi. Tuy nhiên nói về rủi ro thì cũng có mấy cái điểm sau đây chúng ta lưu ý. Thứ nhất là về chính sách tiền tệ thì Fed là ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới là cũng đã có cái quan điểm thận trọng hơn trong cái cuộc họp trong trung tuần tháng 6, đúng không? Và người ta cũng đưa ra các cái guideline là đến đầu 2023 có thể sẽ bắt đầu tăng lãi suất, nhưng mà trước đó thì có thể họ sẽ thu hẹp các cái gói chính sách thắt chặt tiền tệ ha. Thứ hai là cả yếu tố lãi suất tiền gửi của Việt Nam dự kiến nó sẽ tăng nhẹ trong 6 tháng cuối năm, thì chúng ta có thể theo dõi cái này. Và yếu tố thứ ba là cái nguồn cung cổ phiếu dự kiến là các doanh nghiệp sẽ phát hành đẩy mạnh khá nhiều trong cả năm nay. Thì đây cũng là một cái áp lực cho cái tương quan cung cầu trên thị trường Việt Nam.
Ok. Rồi bây giờ chúng ta đến cái phần thảo luận của các panel. Thì chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu là về kinh tế vĩ mô và thứ hai là triển vọng của thị trường chứng khoán. Thì đầu tiên là trong cái phần về triển vọng kinh tế vĩ mô thì xin dành câu hỏi đầu tiên cho anh Tú Anh. Anh có thể điểm qua cho các quý nhà đầu tư là bức tranh tổng quát của kinh tế vĩ mô Việt Nam mình hiện tại như nào, và cái góc nhìn của anh là triển vọng 6 tháng cuối năm có những cái cơ hội, những cái rủi ro như nào dưới góc độ của kinh tế vĩ mô tác động đến đầu tư. Xin mời. Xin chào mọi người. Thực ra thì bức tranh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong cái quý 2 ấy, thì chúng ta có thể thấy là nó chúng ta như đang một cái xe đang lấy đà chạy thì tự nhiên lại chúng ta vấp phải một cái ổ gà, hay là cái đợt bùng dịch lần thứ tư nó xảy ra, nó gây ra cho nhiều người cũng có một cái sự gọi là quan ngại nhất định đối với cái triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam. Thực ra trước khi có cái đại dịch cái bùng dịch lần thứ tư ấy, thì hầu hết các chuyên gia, ngay trong đó có chúng tôi cũng đều là rất là tin tưởng vào một cái năm thực sự phát triển rất là tốt của Việt Nam, bởi vì chúng ta qua ba đợt bùng dịch thì cái phương án phòng chống dịch của chúng ta về chuyện mà chúng ta phong tỏa và một cách có mục tiêu mà cũng không ảnh hưởng đến cái sự phát triển của kinh tế, thì chúng ta tự tin rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái điều đấy nếu nó có xảy ra một lần nữa. Nhưng tuy nhiên đợt bùng dịch thứ tư nó xảy ra cái biến chủng Delta, nó lây lan quá nhanh và làm cho những cái tính toán chúng ta nó cũng có những cái sai, nó không được đúng như những cái tính toán của chúng ta. Chính vì thế nên nó mới gây ra một cái ảnh hưởng rất là khá lớn đối với nền kinh tế. Tuy nhiên số liệu về kinh tế vĩ mô trong 6 tháng đầu năm thì lại không đến nỗi lại đáng lo ngại quá như chúng tôi nghĩ, chứng tỏ là cái sức bật của nền kinh tế của chúng ta cũng khá tốt. Điều này thì cũng có một phần lớn là cũng nhờ là do 6 tháng quý 2 của năm 2020 là cái nền rất là thấp. Chúng ta thấp nên là do đó cái tốc độ tăng trưởng của quý 2 2021 chúng ta 6,61% thì là do trên cái nền thấp đấy. Nhưng dẫu sao thì cũng cho thấy rằng là cái nền kinh tế chúng ta nó cũng mặc dù bị ảnh hưởng rất lớn kể từ cái đợt bùng dịch lần thứ tư ấy, thì cho thấy rằng là cái sức bật của kinh tế chúng ta khá tốt. Thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là vậy thì cái động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế chúng ta là gì trong thời kỳ vừa qua, thì chúng ta vẫn nhìn thấy đó là cái động lực tăng trưởng lớn nhất của chúng ta trong 6 tháng đầu năm ấy chính là cái cầu xuất khẩu nó tăng rất là nhanh, trên 28,4%. Đây là một cái điều cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đấy là cái kinh tế của các đối tác chính của nền kinh tế của chúng ta là đã phục hồi tăng trưởng trở lại rất là tốt, đặc biệt là Mỹ, Trung Quốc, EU. Chúng ta cũng sẽ thấy là đồng thời với sự tăng trưởng trở lại EU cùng với cái hiệp định EVFTA ấy, từ cái hiệp định giữa Việt Nam và EU ấy, thì nó làm cho lần đầu tiên cái tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam và EU tăng một con số rất cao là 26% trong 6 tháng. Thì đấy là còn tăng trưởng trong xuất khẩu sang Mỹ thì 42%, thì và cả sang Trung Quốc cũng rất là tăng rất là cao. Thì tất cả những cái đấy đều cho thấy là thì chúng ta vẫn còn cả cái khu công nghiệp, các cái ngành sản xuất xuất khẩu vẫn là đang là một cái động lực chính để kéo nền kinh tế. Cái thứ hai nữa là cái cầu đầu tư thì chúng ta sẽ thấy là đầu tư trong 6 tháng đầu năm cũng là tăng như vậy. Thì có thể là mọi người trên thị trường chứng khoán chúng ta thấy là dòng vốn trên thị trường cũng tăng rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì đầu tư từ nước ngoài, cái phần đăng ký thì không đăng ký mới thì không tăng, nhưng mà giải ngân tức là vốn đầu thực hiện ấy, thì tăng đến 6,8%, cũng là một mức tăng khá tốt. Rồi bên cạnh đấy thì giải ngân đầu tư công mặc dù không được như kỳ vọng nhưng cũng đã là tăng được 34% trên 34%. Thì đấy là những cái yếu tố nó rất là tốt để thúc đẩy cái nền kinh tế của chúng ta. Vì bản chất của nền kinh tế chúng ta bị ảnh hưởng bởi Covid đấy là ảnh hưởng từ phía cầu. Chúng ta bị siết chặt lại, chúng ta không tiêu dùng nữa, chúng ta không sức nữa, không bán được. Thì nói bây giờ cái cầu nó mở ra thì nó tạo cho chúng ta phát triển thôi. Nhưng mà chỉ vì do cái đợt bùng dịch thứ tư này nó lại ảnh hưởng khác với đợt thứ hai, thứ nhất, thứ hai, thứ ba ấy, là nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến các cái khu công nghiệp.
Sau đó làm lại, làm cho cái cung của chúng ta là có những chỗ nó bị trễ, nó không đáp ứng được. Còn nếu mà không bị, các khu công nghiệp vẫn hoạt động bình thường, hoạt động với tốc độ, hoạt động với mức độ bình thường, thì tôi nghĩ với cái mức cầu bên ngoài rất là lớn như thế thì nó sẽ, kinh tế chúng ta thì không chỉ tăng trưởng có 6,6% nó quý 2 mà có lẽ còn phải tăng cao hơn nữa. Thì đấy là cái đấy, thì chúng ta cũng nhìn thấy là vì cái tốc độ, vì cái đợt dịch Covid này nên nó làm cho các cái ngành dịch vụ tiếp tục bị, đặc biệt là những ngành như vận tải, kho bãi, rồi là bán lưu trú ăn uống, rồi là nghệ thuật vui chơi giải trí, đấy là những cái ngành bị gọi là bị hit mạnh nhất trong cái đợt này. Mặc dù 6 tháng năm 2020 những ngành này đã giảm rất sâu, nhưng mà 6 tháng 2021 là tiếp tục giảm so với cái base sâu đấy nữa, thì đấy là để mà nói là cái đợt dịch này nó cũng ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì các cái ngành dịch vụ khác như tài chính, bảo hiểm, rồi là những cái ngành buôn bán, buôn bán lẻ, những cái ngành chính ấy, như thông tin, viễn thông rồi vân vân, thì đấy là những cái ngành đấy vẫn có cái tăng trưởng tốt để bù lại. Và cũng một cái may mắn của chúng ta là trong 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp đã tăng rất là cao so với cái bản thân ngành nông nghiệp. Và chúng ta sẽ thấy là riêng cái ngành nông nghiệp thì tăng quý 2 là tăng 4,11% và quý 1 là tăng 3,51%. Đây là những cái mức tăng rất là cao đối với ngành nông nghiệp. Thì điều này cũng cho thấy là bởi vì là nó cũng may cái là cái những năm 19-20 chúng ta bị cái dịch lợn, dịch tả lợn châu Phi ấy, thì sau đấy thì chúng ta phục hồi lại, và bây giờ thì riêng cái đàn lợn, tăng trưởng riêng ngành lợn đã tăng hơn 13% rồi, tức cái sản lượng. Thì cái mức tăng sản lượng lớn như thế thì nó sẽ làm, nó tác dụng như lúc nãy anh Quang có nói là nó kéo được cái CPI xuống, nhưng một phần nó cũng làm cho cái value added, cái giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp nó cũng tăng, tăng tốt. Và chính cái ngành nông nghiệp tăng tốt nó mới kéo được cái tăng trưởng của chúng ta lên. Thì như vậy là qua cái điểm lại những cái, tất nhiên bên cạnh đấy thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái chính sách tiền tệ nới lỏng của chính phủ Việt Nam là có tác dụng rất là lớn trong cái điều kiện vừa rồi. Nó làm cho cái giá vốn nó rẻ, và giá vốn rẻ thì nó làm cho cái doanh nghiệp, nếu những cái doanh nghiệp nào có cơ hội để tiếp cận, để mở rộng thị trường thì đều rất dễ dàng để có thể đấy. Thì giá vốn rẻ đồng thời cũng làm cho các cái kênh huy động vốn khác, ví dụ từ chứng khoán, từ thị trường trái phiếu cũng huy động một cách dễ dàng hơn. Thì điều đấy nó cũng giúp cho cái kinh tế Việt Nam nó phục hồi một cách khá bền vững. Thì rất đáng tiếc nếu mà không có cái đợt thứ tư thì tôi nghĩ là kinh tế Việt Nam còn tốt hơn. Nhưng mà mặc dù bị như thế nhưng ta vẫn có một cái, những cái điểm chúng ta vẫn thấy là nó tốt hơn như những gì chúng ta nghĩ. Thì đấy là những cái điều mà tôi cho rằng là đấy là điểm sáng của nó. Thì nếu mà vậy thì chúng ta nhìn, tôi nói luôn là vậy, chúng ta nhìn thêm, nhìn tiếp về 6 tháng tiếp theo và những năm tiếp theo. Vậy thì cái rủi ro lớn nhất là vẫn là chúng ta có kiểm soát được đại dịch Covid hay không. Thì chúng ta vừa rồi chuyển hướng, một trong những cái là chính phủ cũng đã rất là cấp tập để làm một cách là bằng mọi cách mua đủ vaccine. Và theo kế hoạch thì đến cuối năm là có đủ vaccine để tiêm cho toàn dân, đúng không ạ? Thì như vậy là khi mà chúng ta có thể nói toàn dân không đúng, mà chúng ta là có đủ vaccine để tiêm cho khoảng 75% dân số, như thế là cũng là có thể tạo ra được là miễn dịch cộng đồng rồi. Thì khi chúng ta có vaccine đủ và tiêm được thì chúng ta có thể mở cửa được. Thì tôi nghĩ lúc đấy với cái sức bật của nền kinh tế Việt Nam ấy, và với những cái điều kiện thuận lợi từ bên ngoài, thì kinh tế Việt Nam sẽ có những cái thời kỳ, sẽ có một quá trình phục hồi mới tốt hơn rất nhiều. Đấy là những cái điều kiện gì? Điều kiện thứ nhất đó là tôi vẫn nói đấy là cầu xuất khẩu sẽ của Việt Nam sẽ rất là cao. Điểm ở đây là nó nằm ở vấn đề, hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đấy chính là các nước khác phục hồi kinh tế rất là tốt, đặc biệt Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, những đối tác chính phục hồi kinh tế rất là cao. Ví dụ như dự báo kinh tế Mỹ là đã tăng trưởng lên đến khoảng 6,5%. Đúng không? Và kinh tế EU lần đầu tiên cũng được dự kiến là báo tăng đến 4 đến 4,6 4,4%. Trung Quốc thì dự kiến là tăng đến 8,7%, nhưng mà chính phủ Trung Quốc thì chắc cũng không muốn tăng cao như thế, bởi vì cái hệ thống đòn bẩy của họ quá lớn, nên họ đang cố gắng đặt mục tiêu là 6%. Và chúng tôi thì dự đoán là với cái việc kiềm chế của chính phủ Trung Quốc thì họ có thể tăng khoảng từ 7 đến 7,5%. Thì đấy là, và như vậy là cái
và nhìn chung là cầu thế giới nó tăng nhanh đến cái mức mà vượt qua các cái dự báo của các cái tổ chức kinh thế giới. Ví dụ như IMF từ tháng 10 năm 2020 đưa ra dự báo là năm 2021 kinh tế thế giới giỏi lắm rồi cũng chỉ phục hồi khoảng 3%, nhưng bây giờ là dự báo tăng lên đến gần 6%. Đấy. Còn OECD thì dự báo là tháng 12 là đã dự báo là chỉ kinh tế thế giới chỉ tăng khoảng 1,4%, thì bây giờ đã nâng lên đến 5,8%. Tức là cái mức điều chỉnh rất lớn. Thì để em nói là cái cầu nó bật tăng ở tất cả các nước là vượt quá ngoài dự đoán của các nhà kinh tế. Thì những cái đấy nó tạo ra một cái điều kiện rất lớn, rất tốt cho Việt Nam là một cái nước có cái độ mở rất cao. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, thì chúng ta cũng thể để, nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy vào 20 tháng 5 vừa rồi ấy, thì gọi là Nghị viện châu Âu đã tuyên bố là đóng băng cái hiệp định đầu tư toàn diện gọi là CAI đấy, CAI giữa EU và Trung Quốc. Thì cái việc đóng băng này là do xuất phát từ cái việc là hai bên gọi là trừng phạt lẫn nhau về cái vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Thì cái điều này nó tạo ra, nó đưa ra một cái tín hiệu rất tốt cho Việt Nam trong một chừng mực nào đấy. Đấy là gì? Nó làm cho rủi ro trong đầu tư ở thị trường Trung Quốc nó sẽ tăng lên, và nó sẽ thúc đẩy cái xu hướng chuyển dịch đầu tư sang những cái nước khác. Đấy là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, nó làm cho rủi ro của cái thị trường ở Trung Quốc cũng cao hơn, thì làm cho người ta cũng sẽ dịch chuyển cả, kể cả cái việc là xuất nhập khẩu, thì người ta bắt đầu tìm những cái đối tác cao hơn. Thì đấy là một cái mà cái lợi thế thứ hai mà Việt Nam có thể có được từ cái việc đấy. Bởi vì, và cái điểm thứ ba ấy, thì lại chính là cái từ áp lực lạm phát trên thế giới. Khi áp lực lạm phát lên thế giới thì chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề áp lực lạm phát trên thế giới là như thế nào. Thì có nhiều người nói là do chúng ta do nới lỏng chính sách tiền tệ, do nới lỏng cái tài khoá tiền ra nhiều thì nó làm áp lực lạm phát ra. Nhưng không phải. Cái điều mà nếu chúng ta đi sâu vào bản chất của cái lạm phát, mà nếu mà từ góc độ tiền tệ ấy, thì điều đấy nó chỉ xảy ra khi mà nền kinh tế sản xuất dưới sản lượng tiềm năng. Tức là nếu vượt qua sản lượng tiềm năng và anh vẫn cứ đẩy tiền ra, anh cứ đẩy thì nó sẽ cái lượng cung nó không phản ứng được thì nó sẽ làm cho lạm phát tăng lên. Đúng không? Nhưng trong trường hợp hiện nay thì nền kinh tế, toàn bộ nền kinh tế thế giới vẫn đang nằm dưới sản lượng tiềm năng. Tức là cung nó chỉ vậy, lạm phát, bản chất của lạm phát là gì? Là cung nó không kịp phản ứng so với cái cầu, nó bật tăng nhanh quá. Và như tôi nói lúc trước là cầu bật tăng nhanh đến mức mà cả cái dự báo là đều sai hết và sai xa. Người ta phải điều chỉnh rất là lớn. Đấy, thì chính vì thế nên là khi mà cái lạm phát ở đây xảy ra là không, là do cái cung nó chưa kịp phản ứng kịp với cái cầu tăng. Thì chính cái điều đấy cùng với cái sự mà có cái căng thẳng giữa thương mại giữa Mỹ và đồng minh, bây giờ không phải là Mỹ nữa mà là Mỹ và đồng minh đối với Trung Quốc, thì nó sẽ dẫn đến là người ta cần phải đa dạng hóa nguồn cung để giảm bớt cái áp lực lạm phát. Tại ví dụ lạm phát ở Mỹ hiện nay là lên khoảng 5% rồi, và ở EU đã vượt quá cái mục tiêu 2% rồi. Thì như vậy thì cái mức để giảm áp lực lạm phát thì họ phải giảm bớt những cái hạn chế về thương mại, bởi vì phải có thương mại thông suốt để tăng, để giảm cái áp lực về cầu thì nó mới giảm được áp lực lạm phát. Còn nếu mà nói là nhìn thấy áp lực lạm phát, vì chúng ta nhìn thấy bản chất của áp lực lạm phát hiện nay không phải là do nền kinh tế phát triển vượt quá sản lượng tiềm năng, mà do đó mà phải rút tiền đi, mà hiện nay là vẫn phải hỗ trợ để cho nền kinh tế, tất cả các nước vẫn đồng ý, ngay cả Fed vẫn chưa đề cập đến cái chuyện là rút lại các cái chính sách hỗ trợ, mà bản chất của họ hiện nay là họ vẫn đang nói là vẫn tiếp tục phải hỗ trợ cho nền kinh tế đó phục hồi. Mà hỗ trợ phục hồi thì trong khi cái nguồn cung họ không đáp ứng được thì họ phải mở cho các cái nguồn cung bên ngoài, và đấy là một cái cơ hội rất tốt cho kinh tế Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là nhìn đấy là những cái cơ hội tốt cho kinh tế Việt Nam trong 6 tháng tới. Chúng ta có tận dụng được nó hay không? Thì vấn đề quay lại là chúng ta có kiểm soát được dịch bệnh hay không. Đúng đấy. Và như vậy chiến lược vaccine toàn dân là một cái điểm then chốt cho cái phục hồi kinh tế chúng ta sắp tới. Đấy, thì đấy là những cái mà tôi điểm qua những vấn đề về vĩ mô và bức tranh vĩ mô trong thời gian vừa qua là vậy. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Tuấn. Tóm lại là có mấy cái điểm lớn là mặc dù là rất không may cho mình được dịch bệnh lần thứ tư, đúng không ạ? Nó khiến cho cái tăng trưởng của mình lẽ ra phải tốt hơn nhưng mà bị chậm lại một chút. Mà tuy nhiên là nhờ có cái cầu thế giới là một cái điểm rất là sáng, đúng không ạ? Để mà tiếp tục nâng đỡ cho
các cái ngành liên quan đến xuất khẩu của chúng ta, đó là một. Thứ hai là trong phần chia sẻ của anh, cũng trong trong lúc mà đang chúng ta đang ngồi ở đây thì các nhà đầu tư cũng đã gửi câu hỏi về rồi, thì có một cái phần liên quan đến mọi người cũng có hỏi về áp lực lạm phát trên thế giới, thì anh Tú Anh cũng đã lý giải rất là rõ ràng cho chúng ta rồi, tức là lạm phát in bơm tiền nó chỉ thực sự ảnh hưởng khi mà cái sản lượng vượt qua sản lượng tiền này, còn hiện tại thì nó chưa ở mức như vậy, cho nên là cũng không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Và nếu mà đa dạng hóa cái nguồn cung thì nó sẽ giảm áp lực cái phần kia. Như vậy là câu hỏi vấn đề chính nó sẽ nằm ở chỗ là chúng ta có kiểm soát được dịch bệnh hay không, thì chúng ta đang có cái chiến lược vaccine toàn dân rồi, đúng không ạ? Đó là mấy cái điểm lớn anh vừa đề cập. Hay bây giờ nó có thêm một cái câu hỏi cũng khá là hay của các nhà đầu tư gửi về. Trước khi chúng ta ngồi ở đây thì có nhà đầu tư đã gửi về cho tôi một cái câu cũng tôi nghĩ cũng khá là hay, thì xin mời xin đặt cho anh Tú Anh để chúng ta cùng suy nghĩ. Đó là hiện tại nó có một cái sự lệch pha về mặt chu kỳ liên quan đến cái Covid. Dù cụ thể là như anh nói là thế giới là người ta đã tiêm vaccine tỷ lệ rất là cao rồi và người ta đang mở cửa nền kinh tế rồi, đúng không ạ? Thì Việt Nam mình là bị chậm hơn như vậy, cho nên là có thể nó sẽ bị độ trễ về mặt chính sách. Tức là ví dụ như thế giới là ví dụ là tăng nhiều quá rồi, áp lực lạm phát thì dẫn đến có thể họ sẽ thắt chặt sớm trước chúng ta. Có thể là Fed chưa, nhưng một số ngàn trung ương khác là người ta đã làm rồi. Trong khi Việt Nam mình thì là chưa xử lý được vấn đề đó, thì liệu ví dụ như là lỡ mà thế giới thắt chặt trước thì Việt Nam mình sẽ đối phó như nào trong cái điều kiện như vậy? Thì có một cái câu hỏi từ nhà đầu tư gửi trước về cho bà nội, thì anh có kiến nghị về phần này không? Thì đây là một cái câu hỏi mà về một cái thế giới hai tốc độ mà người ta cũng đề cập đến từ tháng 3 vừa rồi. Nên cái đấy là một cái thế giới là chia đôi ra, thì có những nước mà đã vaccine tốt thì mở cửa ra làm tăng trưởng rất là nhanh với tốc độ rất là cao, còn một thế giới còn lại là những người không có được vaccine buộc vẫn phải tiếp tục đóng cửa và vẫn ảnh hưởng đến kinh tế thì tốc độ thấp. Và hai cái đấy, cái thế giới hai tốc độ đấy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế Việt Nam? Thì đúng là nếu chúng ta không kịp cái nhân dịch vaccine mà chúng ta mở cửa không kịp cùng với thế giới thì nó sẽ có một cái rủi ro là chúng ta sẽ vẫn cứ tiếp tục phải đóng cửa lại nền kinh tế, không mở cửa giao thương cũng sẽ rất là ảnh hưởng, đúng không? Thì cái đấy thì tôi nghĩ là chúng ta còn có một khung thời gian khoảng 4 đến 6 tháng tới để có thể vaccine được cho khoảng toàn dân, theo ý nghĩa là 75% dân số. Thì cái đấy nó, tôi nhìn ở góc độ đấy thì tôi nghĩ là chúng ta không đến nỗi quá bị lệch pha so với thế giới. Cái thứ hai nữa là nền kinh tế của Việt Nam khác với một số nước khác, đó là chúng ta không quá phụ thuộc vào ngành xuất khẩu dịch vụ. Đấy, nói là dịch vụ, và dịch vụ của chúng ta thì nói thật là cái dịch vụ nhỏ lẻ là chiếm nhiều, còn cái dịch vụ chính thì cũng là chiếm, tổng dịch vụ chiếm khoảng 40-45%, nhưng mà trong thời kỳ vừa rồi là giảm xuống dưới quanh đâu đấy hơn 20%. Thì nhưng mà nó đã bị ảnh hưởng ngành dịch vụ, nhưng mà kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng được, để mà thấy rằng là cái kinh tế Việt Nam ấy nó không phải là một nền kinh tế phụ thuộc vào dịch vụ, mà nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế dẫn dắt bởi khu vực công nghiệp. Đấy. Và khi khu vực công nghiệp ấy, thì cái ảnh hưởng của đóng cửa cũng không bị ảnh hưởng sâu như là những nền kinh tế mà bị gọi là phụ thuộc vào dịch vụ. Chúng ta nhìn sang Thái Lan chẳng hạn, Thái Lan là nền kinh tế phụ thuộc rất là nhiều dịch vụ và họ bị hit rất là mạnh trong cái đợt Covid vừa rồi. Rồi là tất nước Mỹ cũng thế thôi, nước Mỹ là một nước phụ thuộc, EU cũng thế, là những cái nước đã phát triển rồi và dịch vụ là cái chính. Thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Thì như vậy là để mà nói là chúng ta có thể bị mở cửa chậm hơn so với thế giới đâu đấy khoảng 4 đến 6 tháng. Thì cái điều đấy nó với một nền kinh tế chúng ta là cái dẫn dắt là bởi khu vực công nghiệp xây dựng, thì chúng ta vẫn có thể là vẫn sẽ không bị quá trễ để nói là nó ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai ấy, thì cái tôi lại quay lại một cái vấn đề là so với những nước đang phát triển khác thì việc kiểm soát Covid của Việt Nam cho đến nay vẫn là tốt. Nếu mà chúng ta hiện nay là tệ nhất trong từ đầu đại dịch cho đến giờ, nhưng mà so với nước khác thì chúng ta là vẫn là một cái điểm rất là sáng, với khi mà những nước khác cứ hàng chục nghìn ca một ngày rồi là những cái ca và gần như họ mất kiểm soát, nhưng Việt Nam cho đến nay vẫn là trong vòng kiểm soát. Thì tất cả những cái đấy để cho thấy rằng là gì, khi mà thế giới hai tốc độ đấy, đặc biệt là những cái nước mà phát triển ấy, thì họ mở cửa sớm. Nhưng mà trong bối cảnh cái phân công lao động của thế giới hiện nay ấy, thì họ vẫn cứ cần phải nhập khẩu từ những cái nước đang phát triển khác như Việt Nam, như Trung Quốc. Thì và Trung Quốc là nước tận dụng rất tốt cái chuyện này.
họ kiểm soát dịch được sớm nhất, và do đó họ tận dụng được cái sự phục hồi của các nước phát triển, và do đó họ đẩy nhanh được cái xuất khẩu của họ. Và họ cũng mặc dầu có cái gọi là va chạm nhau về tranh chấp thương mại giữa Mỹ Trung Quốc, Mỹ đồng minh và với Trung Quốc, nhưng mà rõ ràng là cái yêu cầu của sự phát triển kinh tế là buộc Mỹ vẫn cứ phải tiếp tục thương mại với Trung Quốc, buộc Mỹ vẫn tiếp tục hoạt động các đầu tư ở Trung Quốc. Để làm sao? Bởi vì cái thế giới nó không thể nào, các nước phát triển không thể nào cứ phát triển một mình được, bởi vì nó đã phân chia các cái gọi là chuỗi cung ứng ra rồi. Thì chính vì thế nếu mà Việt Nam mình, nó cũng như trong câu chuyện ngụ ngôn ấy, là chúng ta không cần phải chạy nhanh hơn con sư tử, mà chúng ta chỉ cần chạy nhanh hơn những người chạy đằng sau, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vượt qua. Đấy, vấn đề là không cần phải chạy nhanh hơn con sư tử. Ví dụ như hai người thì vào rừng mà chúng ta sẽ thấy. Đấy, thì vấn đề ở đây là chúng ta phục hồi nhanh hơn những cái đối thủ tiềm năng khác, thì chúng ta sẽ là người còn vẫn tận dụng tốt hơn, chúng ta mở cửa tốt hơn, thì mở cửa sớm hơn chúng ta sẽ tận dụng tốt hơn. Chúng ta bắt đầu mở cửa, chúng ta chậm hơn so với Trung Quốc, và chúng ta nhìn thấy Trung Quốc họ bứt rất là nhanh. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là với cái chiến dịch vaccine sắp tới và mức kiểm soát như hiện nay thì có lẽ chúng ta sẽ phục hồi nhanh. Sau khi chúng ta đã vaccine được người dân, cho toàn dân rồi, thì cơ hội sẽ rất là rộng mở. Anh dự kiến là bao giờ là chúng ta đạt được cái mức 75%? Tôi nghĩ là đến cuối năm đấy. Đấy, cuối năm, bởi vì thực ra là cái vấn đề là chúng ta không nhìn vào cái số liệu là nói chúng ta mới ra, bởi vì vaccine nó sẽ về ồ ạt vào những cái tháng tới. Đấy. Okay. Một câu hỏi của nhà đầu tư, nickname là Long Vũ, đang hỏi về việc cái room tín dụng á, của các ngân hàng thì hiện tại là nó chưa có thông tin rõ ràng, thì anh có thể cung cấp cho cái này thì phải hỏi ngân hàng nhà nước đã không? Hỏi ngân hàng nhà nước thôi, chứ tôi làm sao quyết thay cho ngân hàng nhà nước được. Thật ra thì nó không phải không rõ ràng, có một số ngân hàng mà họ đủ các tiêu chuẩn về mặt là nợ xấu này, và về mặt là chất lượng tài sản cũng như là vốn, thì họ đâu đó thì họ có thông tin là họ được nới lên mà. Tức là nhìn chung là em nghĩ là năm nay thì cái tăng trưởng tín dụng nó sẽ cao hơn năm ngoái một chút. Mức là từ 13 đến 14%. Nhưng mà quota sẽ khác nhau giữa các ngân hàng, đúng không? Đúng rồi, luôn luôn thì quota các ngân hàng thì nó sẽ khác nhau. Các ngân hàng mà thường thì các ngân hàng tư nhân thì cái quota của họ sẽ cao hơn, từ năm nay từ 15% cho đến 17%. Còn các ngân hàng của nhóm thương mại cổ phần nhà nước thì nó rơi vào đâu đó là từ 7% cho đến 8%. Ok, rồi. Các nhà đầu tư cứ tiếp tục đặt câu hỏi cho các chuyên gia ha. Hôm nay mình sẽ hỏi thêm một câu về vĩ mô nữa trước khi chúng ta sang phần thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhưng mà trong quá trình đó thì chúng ta cứ tiếp tục đặt câu hỏi thôi, chúng ta không ngại là bị hết cái phần này phần kia ha. Em ơi, khách hàng đang nói là tiếng hơi bé quá. Tiếng của Hiền. Lúc Hiền nói thì có thể cầm lên được. Mình sẽ lấy thêm một câu của có một ý trong, kiến là trong lúc đấy thì em có thể hỏi thêm anh cũng đúng không? Cứ hỏi thêm. Là vừa qua thì em thấy trong cái cuộc họp vừa rồi với lại chính phủ ấy, thì chính phủ vẫn giữ nguyên cái kịch bản tăng trưởng là đâu đó từ 6 đến 6,5%. Và trong đó là trong cái bối cảnh hiện nay thì dự kiến là đến phải tầm có khả năng đến phải tháng 8 thì thành phố Hồ Chí Minh có thể là khống chế được dịch bệnh. Thì trong trường hợp mà mình kiểu như là khó khống chế được dịch bệnh, thì anh nhìn thấy là chính phủ mình có thêm những cái công cụ nào, có những cái dư địa nào để mà thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm không ạ? Thực ra một trong những công cụ rất lớn mà mình vẫn chưa dùng được hết đấy là trong 6 tháng cuối năm, đấy chính là đầu tư công. Cái chi tiêu công là một trong những công cụ mà sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong những cái tháng tới. Bởi vì chúng ta sẽ thấy là một trong những yếu tố nó ảnh hưởng trong cho cái việc giải ngân đầu tư công nó không được cao trong 6 tháng đầu năm ấy, đấy là một phần là do giá cái nguyên vật liệu trên thế giới nó tăng cao quá, nên rất là nhiều nhà thầu người ta họ trì hoãn lại cái việc đấy. Thì cái áp lực thì theo giá chúng ta có thể nhìn thấy là cái giá thép là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng rất lớn trong cái việc đấy. Thì giá thép là bắt đầu giảm dần từ 13 tháng 5, đang có xu hướng giảm dần. Tất nhiên mức giảm thì nó không giảm nhanh, nhưng mà cái xu hướng giảm là khá tốt.
Đấy là một cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là chúng ta cũng phải nói là vì trong 6 tháng đầu năm ấy, thì chúng ta cũng đang có những cái hoạt động về để hoàn thiện cái bộ máy sau một cái kỳ đại hội, không chỉ là cấp trung ương mà cấp địa phương cũng tất cả mọi cái như thế, thì cái việc giải ngân đầu tư công ở các cái địa phương nó cũng bị ảnh hưởng và chậm. Thì sau chúng ta vừa rồi thì bầu cử quốc hội xong rồi, tất cả mọi cái bộ máy đã ổn định rồi, thì cái đẩy nhanh đầu tư công là một trong những yếu tố rất ưu tiên trong 6 tháng cuối năm. Thì tôi nghĩ rằng là việc đẩy nhanh được giải ngân đầu tư công trong 6 tháng đầu năm là hoàn toàn có thể. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vướng mắc của cái việc khởi động nó là chúng ta đã giải quyết được từ năm 2020 và chúng ta chỉ tiếp tục làm thôi. Còn những cái vướng mắc hầu như vậy. Còn mở những cái dự án mới thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục có những dự án mới, nhưng chỉ cần đẩy được những cái dự án đã bắt đầu làm từ cuối năm 2020 thì cũng đã là một yếu tố rất là tốt. Thì như vậy là cái yếu tố đầu tư công là một trong những cái key để chúng ta thúc đẩy, ngoài cái chuyện là cái cầu bên ngoài thế giới đang rất lớn như tôi nói lúc nãy. Thì đấy là một cái yếu tố chúng ta có thể hy vọng được vào cái chuyện. Và vì sao mà tôi nghĩ là cái kịch bản 6 đến 6,5% thì hoàn toàn có thể làm được. À, với cái, nếu chúng ta nhìn thấy con số, nếu khi mà chưa có cái số của 6 tháng đầu năm ấy, của quý 2 ấy, thì tôi cũng khá lo ngại. Nhưng khi mà có con số của quý 2 với cái mức độ tăng trưởng 6,6% thì tôi cho rằng là hoàn toàn chúng ta có thể là duy trì được cái tốc độ 6 đến 6,5%. À, có một câu của nhà tư gửi về Trang Tú Anh là ngoài cái chính sách về đẩy mạnh đầu tư công á, thì nhà tư cũng hỏi thêm là anh dự kiến là những chính sách nào sẽ có ảnh hưởng vào 6 tháng cuối năm và năm sau, những ngành và doanh nghiệp nào sẽ được hưởng lợi. Tóm lại là xung quanh cái ý như vậy, thì ngoài đầu tư công thì còn cái gì khác mà anh thấy là về mặt chính sách nó sẽ ảnh hưởng đến nền kinh Thực tế và các ngành nghề? thực tế thì cái chính sách của chúng ta hiện nay đang thực hiện thì nó vẫn là đang tiếp tục thực hiện những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ từ năm 2020, là như ví dụ như chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện cái chính sách là nới lỏng tiền tệ với cái mức lãi suất của trên thị trường 2 rất là thấp, qua đó giúp cho các ngân hàng, các định chế tài chính có cái nguồn vốn tiếp cận rất là tốt. Đấy là cái mà ta có thể nhìn thấy. Chính sách thứ hai là các cái chính sách hỗ trợ về mặt tài khóa, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các cái chính sách về gọi là giãn hoãn và ưu đãi và nợ thuế, tất cả những cái chính sách ấy thì chính phủ đang cân nhắc. Thì ngay cả cái việc cái chính sách về giãn thuế là một trong những cái chính sách mà nhiều nước cùng áp dụng. Mọi người có thể thấy rằng là nó là cái phát huy khá tốt đối trong cái trường hợp mà nền kinh tế bắt đầu phục hồi, vì nó coi như là một cái dạng người ta gọi là tín dụng đầu tư, tín dụng thuế đầu tư. Gọi là vì sao lại tín dụng thuế đầu tư, tức là đáng lẽ là gì, anh tháng tháng 3 anh phải nộp thuế đúng không ạ, cho nhà nước, nhưng mà tôi cho anh đến tháng 12 mới phải nộp thuế. Thì như vậy cái khoản thuế đấy coi như là một khoản tín dụng tôi cấp cho anh với lãi suất 0% đúng không ạ, và như vậy giúp cho doanh nghiệp có một cái nguồn vốn để có thể tái đầu tư để phục hồi nhanh. Đấy, thì đấy là cái đấy là một cái hỗ trợ đấy, khá là tôi nghĩ là cũng là mà có ý nghĩa trong cái bối cảnh hiện nay. À, đấy thì bên cạnh đấy thì những chính phủ vừa rồi cũng thông qua được cái gói 26.000 tỷ để hỗ trợ cho những người lao động và những cái doanh nghiệp mà để họ hỗ trợ cho lao động, để làm sao mà mục tiêu của chúng ta ấy là trong khó khăn thì cố gắng duy trì để doanh nghiệp vẫn tiếp tục có thể tồn tại, sẽ không không được để cho doanh nghiệp mà phải đến mức là giải giải thể phá sản, bởi vì một doanh nghiệp tồn tại được là rất là khó, nên để khi họ thành lập lại thì còn mất nhiều chi phí hơn. Thì đấy là cái gói hỗ trợ 26.000 tỷ lần này với những cái quy trình rút gọn rất là nhiều, thì tôi nghĩ là nó sẽ là một cái tác động, một cú hích khá tốt. Thứ nhất là về chúng ta có thể nhìn cái đầu tiên là nhìn về mặt tổng cầu, tiền nó ra thì nó tác động vào tổng cầu, đặc biệt là cho những người người nghèo, những người dễ tổn thương. Đấy. Cái thứ hai nữa nó lại duy trì sức sống cho các doanh nghiệp, và để doanh nghiệp khi mà chúng ta nó tin tưởng, chúng ta cho rằng là khi mà cái quá trình vaccine chúng ta làm được rồi và chúng ta mở cửa lại nền kinh tế một cách bình thường, thì lúc đấy thì các doanh nghiệp đấy họ sẽ có một cái sự có một cái bước khởi động tốt hơn khi không có quá trình cái sự hỗ trợ đấy. Còn nói là ngành nào thì tôi không thể giỏi bằng các cái chuyên gia về chứng khoán ở đây được. Những ngành đấy thì tôi nghĩ là tôi chỉ nói chung được những điểm như thế. Và có một
câu nữa thôi và trong phần vĩ mô. Đó là mặt bằng lãi suất thấp thì tạo điều kiện để người dân có thể thế chấp ví dụ như nhà chẳng hạn, để đổ tiền vào các kênh tài sản đầu tư, trong đó có cổ phiếu và bất động sản chẳng hạn. Thì khách hàng nhà đầu tư có đang hỏi là chính phủ nhìn nhận cái kênh bất động sản và cổ phiếu hiện tại nó ở dạng như này, tức là có bị nóng chưa, có động thái nào là muốn kìm hãm cái việc này không? Thực ra thì tôi không thể trả lời cho chính phủ được, bởi vì cái đấy cũng không thể nào tôi, nhưng mà dưới chuyên độ, với góc độ của một cái người chuyên về phân tích các cái diễn biến vĩ mô, kinh tế vĩ mô, thì tôi cho rằng là cái diễn biến của thị trường tài sản như bất động sản, chứng khoán vừa qua là cũng là một cái đã có những cái dấu hiệu cho thấy là nó tăng trưởng quá nhanh. Có thể nói là vậy, thì câu hỏi đặt ra nó có tạo ra bong bóng hay không? Nó có phải bong bóng bất động sản và bắt bong bóng về tài sản hay không? Không phải bất động sản nữa, tôi xin nói lại. Nó là gọi là bong bóng, và rõ ràng là lạm phát về giá tài sản là đã tăng rất cao, trong khi lạm phát CPI headline chúng ta là 1.47% nữa, nhưng mà riêng về cái lạm phát về tài sản là giá tài sản đã tăng cao. Đấy là đang đặt ra những cái dấu hiệu để mà rất nhiều cơ quan cũng cần phải vào xem xét để đánh giá. Vậy cái việc mức tăng như thế là nó có ở mức độ bình thường hay không? Hay là mức tăng đấy nó có đặt ra nguy cơ gì cho vĩ mô trong những thời gian tới hay không? Thì chắc chắn sắp tới là sẽ phải xem xét và đánh giá kỹ về cái chuyện này. Bởi vì thực sự ra chúng ta sẽ phải nhìn rất kỹ là dòng tiền, rõ ràng là tăng trưởng của thị trường chứng khoán là do dòng tiền vào nhiều. Nhưng mà dòng tiền vào nhiều á, thì cũng về phía ngân hàng thì họ đã những cái khoản vay từ ngân hàng để đầu tư chứng khoán thì họ kiểm soát rất là chặt. Vậy tôi biết rõ về ngân hàng trung ương họ kiểm soát chặt cái chuyện này. Vậy thì họ nói là dòng tiền F0, do chúng ta nói là do mà F0 đúng không ạ, mở tài khoản nhiều đấy. Thế thì câu hỏi đặt ra, những người F0 này trước đây họ làm gì? Sao bây giờ lại tự nhiên là đúng không ạ? Mà bây giờ lại nhiều tiền lại đi vào chứng khoán. Đấy, chứ chúng ta không nên dừng lại cái câu hỏi là nó, tức là rất thỏa mãn với câu chuyện là F0 vào nhiều. Đấy. Thực ra thì câu chuyện này nếu mà chúng ta đi sâu thì tôi cho rằng là gì? Kinh tế Việt Nam ấy nó có một cái khu vực chưa quan sát được. Đấy, gọi là khu vực kinh tế không quan sát được ấy. Tôi không, nếu mà nói là phi chính thức, nhưng mà thôi thì ta ở Bộ Tổng cục Thống kê vẫn dùng là gọi khu vực chưa quan sát được. Thì trong điều kiện bình thường ấy, cái khu vực đấy ấy, họ hoạt động vay tiền lẫn nhau, cho vay lẫn nhau, huy động vốn lẫn nhau rất là nhiều. Tức là nó có một cái hệ thống banking, nó là banking không phải là gọi là giống như shadow banking, nhưng nó là một cái hoạt động tài chính trong cái khu vực đấy là khá lớn. Nhưng khi mà nền kinh tế mà bị, khi mà chúng ta đóng mà bị hit bởi và bị tác động bởi Covid ấy, thì những cái khu vực kinh tế mà mang tính chất gọi là không quan sát được ấy là bị tác động mạnh đầu tiên. Như chúng ta sẽ thấy là kinh tế vỉa hè là gần như là không có, đúng không ạ? Tức là bị ảnh hưởng lớn nhất, các cái cửa hàng hiệu ảnh hưởng lớn nhất, và tất cả những cái hoạt động đấy là họ bị ảnh hưởng rất là lớn. Như vậy cái dòng tiền nó ở trong cái khu vực chưa quan sát được đấy á, nó bị ngưng trệ, nó không chạy đi được đâu được. Thế cái tiền đấy là những ông F0 đấy. Thì chính vì tiền đấy nó không đi đâu được, nó không ấy, kinh doanh trong nó bị ảnh hưởng bởi cái khu vực mà đấy. Còn khu vực chính thức thì chúng ta vẫn có thể quan sát được. Thì như vậy là chính vì thế nên là chúng ta sẽ thấy là cái dòng tiền từ khu vực không quan sát được đấy là đang đi vào thị trường chứng khoán một cách ồ ạt. Ok, vậy thì ta lại đặt, nếu mà đến thế thì chúng ta sẽ đặt lại, nếu chúng ta tin vào cái giả thiết là như vậy, và tôi thì tôi tin vào giả thiết như thế, thì chúng ta sẽ thấy là thế tại sao trước đây họ không vào thị trường chứng khoán, đúng không ạ, mà bây giờ họ lại vào? Thì bởi vì bây giờ họ không có cơ hội ở trên cái khu vực không quan sát được ấy nữa, bởi vì cơ hội đấy nó bị thu hẹp rất là nhiều rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta khi vậy đặt lại câu hỏi lại đi tiếp là vậy khi chúng ta vaccine cho toàn dân rồi và các cái cơ hội của khu vực chưa quan sát được đấy nó lại mở lại, và thậm chí mở còn nhanh hơn, mở tốt hơn, bật lại được như chúng ta quan sát ở các nước khác, là cái cầu nó bật rất là nhanh vào khu vực ấy, thì nhu cầu vốn, nhu cầu tiền cho các khu vực ấy lúc đấy nó sẽ tăng nhanh. Bởi vì sao? Dẫu sao khu vực đấy tiếp cận vốn một khu vực chính thức sẽ rất là khó khăn,
với các cái quy định chặt chẽ của hệ thống ngân hàng, quy định chặt chẽ trên thị trường vốn thì rất khó khăn, thì nó sẽ lại một lần có một cái nguy cơ là kích hoạt dòng tiền lại chạy từ thị trường chứng khoán, F0 lại bắt đầu đóng cửa, lại đóng tài khoản và bắt đầu đi ra. Thì đấy, thì như vậy là đây là tôi đang nói trình bày cái cách là ta tư duy về vấn đề. Nếu ta tư duy về vấn đề là tiền vào nhiều thì tiền nó không phải tự nhiên từ trên trời sinh ra được, đúng không? Và tại sao xưa đây nó không vào mà bây giờ giai đoạn này nó vào, và nó đã vì sao nó vào thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi vì sao nó sẽ ra. Đấy, thì câu hỏi đấy là cái mà tôi nghĩ về một rủi ro mà chúng ta cần phải để ý đấy. Ok, rồi, và là chúng ta mặc dù là thật ra còn rất nhiều câu hỏi của các quý nhà đầu tư đặt ra về Trần Thu An, về vĩ mô, nhưng mà chúng ta cũng trải qua được 45 phút đầu tiên rồi phần vĩ mô, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ wrap up lại một vài điểm để chúng ta chuyển qua cái phần thị trường chứng khoán phía sau, sau đó chúng ta sẽ quay lại, chúng ta tiếp tục giao lưu cả anh Tú Anh và các panel về các vấn đề chung ha. Anh Tú Anh vẫn tiếp tục nán lại để cùng giao lưu với các nhà đầu tư tiếp ạ. Nói chung là tóm lại tình hình chung thì anh Tú Anh cho rằng là mặc dù là chúng ta đang đối mặt với cái dịch Covid lần thứ tư, nhưng mà các cái yếu tố như anh phân tích ra, đúng không? Ví dụ như cầu từ bên ngoài, rồi các cái chính sách hỗ trợ về đầu tư công, về chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá, các gói v.v. thì chúng ta hoàn toàn có thể đạt được cái mục tiêu về tăng trưởng đề ra. Đó là một cái điểm quan trọng về mặt tăng trưởng. Ngoài ra thì anh cũng trả lời các vấn đề liên quan đến chính sách tiếp theo như nào, mặt bằng lạm phát, rồi cái dòng tiền vào các cái cơ tài sản ra sao, đúng không ạ? Được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần 2 là cái phần về thị trường chứng khoán. Thế thì một câu hỏi đặt ra cho các panelist của chúng ta. Thì một cách ngắn gọn nhất thì chúng ta nhìn cái thị trường chứng khoán ở giai đoạn này như nào? Chúng ta đang ở đâu và 6 tháng cuối năm sẽ như nào? Cơ hội về rủi ro ra sao? Thì chắc là câu hỏi này xin đặt ra cho chị Hiền, giám đốc của Trung tâm Phân tích VNDirect trước phần này. Cảm ơn anh Quang. Về cơ hội mà đặt ra cho thị trường 6 tháng cuối năm thì chúng như ban đầu anh Quang có nêu ra, chúng ta có 4 cơ hội. Cơ hội thứ nhất là từ cái việc mà ở trong cái môi trường lãi suất thấp thì các nhà đầu tư vẫn tiếp tục tìm đến các kênh như là chứng khoán hay là trái phiếu, như là một trong những kênh mà có cái lợi suất đầu tư cao hơn những cái kênh đầu tư truyền thống như là vàng hay là lãi suất tiết kiệm. Thứ hai là cũng cái hiệu ứng tâm lý, khi mà các nhà đầu tư sợ bỏ lỡ các cơ hội thì nó dẫn đến cái việc là thị trường khi điều chỉnh, thì khi mà thị trường điều chỉnh ở một mức độ nào đấy thì dẫn đến là hàng loạt các dòng tiền nó ồ ạt, nó kéo vào, nó lấp đầy và hỗ trợ cho cái đà tăng lên của thị trường. Cái điểm thứ ba nữa là thị trường được hỗ trợ bởi cái sự cái chuyển động tăng trưởng lợi nhuận của các nhóm ngành, mà cụ thể đây là các nhóm ngành mà có cái vai trò đóng góp dẫn dắt thị trường như là ngân hàng, dầu khí hoặc là bất động sản. Và cái điểm thứ tư là khi mà các công ty chứng khoán mà được tăng vốn thì giải quyết đâu đó là giải quyết được cái điểm nghẽn về mặt cho vay margin của thị trường. Tức là bốn cái yếu tố đó là bốn cái yếu tố mà sẽ hỗ trợ cho thị trường có cái tiếp tục tăng điểm trong thời gian tới. Để cái đá cao lên một tí. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải lưu ý là mỗi lần mà thị trường chứng khoán Việt Nam vượt qua những cái điểm mà thường mà chúng ta gọi vui, đó là những cái mốc cột mốc tâm lý, chẳng hạn như 1.200, 1.300, 1.400, đấy là những cột mốc về mặt tâm lý, thì thị trường luôn luôn có sự điều chỉnh. Cho nên là trong ngắn hạn chúng ta phải watch out, chúng ta phải cẩn thận đối với những cái cột mốc tâm lý này. Và thêm một cái điểm nữa là chúng ta phải chú ý đến những cái vùng, những khoảng thời gian mà gọi là vùng trống thông tin. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà hầu như là cái kết quả kinh doanh của quý 2 đâu đó đã được phản ánh hết vào cái giá cổ phiếu rồi. Và chúng ta có nguyên một thời gian là tháng 7 và tháng 8 là một cái khoảng thời gian mà vùng trống thông tin, hầu như là chúng ta cũng có ít thông tin hỗ trợ về thị trường. Đến sang đầu tháng 9 thì bắt đầu là có những cái thông tin về mặt về quý, những kết quả kinh doanh quý 3, và thậm chí là một số doanh nghiệp là họ đã có sẵn là kết quả kinh doanh ước tính là cả năm họ đạt bao nhiêu rồi. Thì đến thời điểm đấy là thời điểm mà thị trường có thể có những cái sự tăng trưởng trở lại, bởi vì hỗ trợ bởi những cái yếu tố tích cực về mặt
tăng lợi nhuận và tăng trưởng của doanh nghiệp. Đấy là những cái điểm mà chúng ta cần chú ý trong 6 tháng cuối năm. Còn về mặt rủi ro thì như anh Tú Anh hay anh Quang ban đầu đã nói thì chúng ta cũng có rủi ro về mặt Fed thắt chặt lãi suất. Cái điều này nó là rủi ro chung cho các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Thứ hai nữa là cái rủi ro đâu đó là chúng ta cũng nhìn thấy cái rủi ro là nguồn cung cổ phiếu tăng lên. Bởi vì chúng ta nhìn thấy là một cái làn sóng là các doanh nghiệp họ tận dụng 6 tháng đầu năm cái bối cảnh thị trường tốt, thì họ tận dụng cái bối cảnh đấy để họ tiến hành là phát hành thêm. Và cái này nó sẽ tạo thêm một cái nguồn cung trong ngắn hạn. Đấy là khi mức nguồn cung này đột ngột tăng lên thì nó sẽ tạo ra những cái sự điều chỉnh nho nhỏ ở trên thị trường. Đó là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý trong 6 tháng cuối năm. Anh Hoàng có bổ sung gì thêm liên quan đến cái triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng cuối năm? Vâng, về thị trường chứng khoán thì rõ ràng là hiện tại là chúng ta đang rất là tích cực, đang ở vùng đỉnh cao. Và tôi tin là về mặt cơ hội thì sẽ còn rất nhiều những cái đợt tăng giá tiếp theo trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên thì như anh Tú Anh cũng vừa mới trình bày về những cái lý do tại sao thị trường tăng, một cái giả thuyết rất là hay là F0 ở cái vùng kinh tế chúng ta chưa quan sát được. Đó thì khi mà những cái yếu tố về kinh tế quay trở lại bình thường, về vaccine, về khiến cho dòng tiền F0 đấy quay trở lại hoạt động trước đây của họ, thì cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải quan sát. Hoặc là những cái yếu tố về dòng tiền sẽ được hút về những cái tổ chức phát hành thêm, đưa ra ngoài thị trường chứng khoán, đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy cho EPS của các doanh nghiệp tăng trưởng, thì về dài hạn là sẽ rất là tốt cho thị trường chứng khoán. Nhưng mà ngắn hạn nó có thể tạo ra một cái sự mất cân đối nhẹ gì đó cho cung cầu ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì đấy là những cái rất là bình thường trong những cái vận động của thị trường chứng khoán, là có lên và có xuống, hay còn gọi là điều chỉnh. Thì cái quan trọng là cái khi lên thì chúng ta sẽ ghi nhận được một cái mức tăng trưởng rất là tích cực rồi. Nhưng mà nếu chẳng may xảy ra một cái đợt điều chỉnh, thì cái đợt điều chỉnh đấy như thế nào, và các nhà đầu tư nếu như mà aware được, tức là nhận thức được những cái rủi ro, lý do tại sao và chúng ta ở lại, chúng ta đầu tư vì tương lai của doanh nghiệp, thì sẽ rất là tốt cho các nhà đầu tư để nhận thức những cái rủi ro đó. Thì về tính chu kỳ thì cái gì nó cũng tính chu kỳ, tức là lên và xuống, đúng không ạ? Thì theo thống kê thì là tháng 7, tháng 8 đúng thực sự là những cái tháng tương đối khó khăn cho nhà đầu tư. Nhưng nếu mà nhà đầu tư vượt qua được cái thời điểm quý 3 đó, thì rất nhiều những cơ hội tiếp theo sẽ đến trong quý 4 và quý 1 năm sau. Thống kê về cái tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong quý 3 hàng năm thì thường là cái mức độ tăng nó không có nhiều, dẫn đến những cái xu hướng kích hoạt, những cái đợt chốt lời của dòng tiền đã tham gia từ trước đó. Nhưng mà các nhà quý nhà đầu tư cứ yên tâm là cái gì có tính chu kỳ thì khi mà chốt lời xong thì nó sẽ lên, lại lên thôi. Bởi vì tôi có niềm tin rất là lớn vào kinh tế Việt Nam trong những năm tiếp theo sẽ tăng trưởng rất là tốt. Tuấn có bổ sung gì thêm về view của em về thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng cuối năm làm sao không? Đó, thì nếu như để tiếp lời của anh Hoàng và chị Hiền thì tôi có ý kiến như này, tức là nhìn cổ phiếu thị trường có thể tăng giảm thì chúng ta vẫn phải nhìn lại cái định giá. Vừa nãy cái slide anh Quang rất là hay, là định giá chúng ta là khoảng 18-19 lần, đúng không ạ? Và nếu định giá forward là khoảng 16 lần, là tương đương trung bình 5 năm. Thế thì cái định giá của Việt Nam hiện tại đang không, tức là nếu như nhìn forward hết năm nay là bình thường đó. Nhưng mà ngược lại, nếu như mà nhìn tại thời điểm hiện tại trung bình 12 tháng, tức là nhìn trong 12 tháng qua, thì rõ ràng là đang ở mức gọi là không hề không rẻ, nhưng không phải quá đắt đó. Thì trong trường hợp như thế thì rõ ràng là cái giá cổ phiếu đang chạy trước lợi nhuận, đúng không? Thì trong trường hợp thế thì cũng cộng thêm một số rủi ro mà chị nêu ra từ ban đầu, đó là nguồn cung cổ phiếu tăng lên này, rồi lạm phát thể tăng một chút này, vân vân vân.
thì chúng ta vào qua trải nghiệm của tôi thấy rằng là mỗi khi mà lãi suất tăng một chút đấy thì thông thường là giá cổ phiếu nó sẽ có điều chỉnh nhẹ tại thời điểm đấy. Đương nhiên thì nếu như so với nền kinh tế mà vững thì tiếp tục nó sẽ tiếp tục tăng, nhưng mà tại thời điểm mà lãi suất tiết kiệm dấu hiệu nhích lên thì thường cổ phiếu sẽ bị sideways và bị đả giảm. Thì đó, trong trường hợp như thế thì cộng với cả một cái điều mà một số điều anh Tú Anh nói về cái vĩ mô như kiểu là Trung Quốc cộng một này, sự chuyển dịch cái vĩ mô từ Trung Quốc sang Việt Nam, thì đó tôi nghĩ rằng là thứ nhất là về số thị trường thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ thiên về theo hướng sideways để cho cái lợi nhuận nó đi đến được cái mốc mà giá cổ phiếu đang hiện tại. Và thứ hai nữa là nó sẽ phân hóa, tức là gì, tức là những cái ngành nào mà anh Tú Anh vừa chia sẻ đấy, những ngành nào mà nó có lợi thế thì cái giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng, nhưng ngược lại những cái ngành khác mà không có câu chuyện mới thì nó sẽ đi ngang để chờ khi mà cái lợi nhuận nó đến với mức định giá hiện tại. Thì đấy là quan điểm cá nhân của tôi về thị trường. Rồi, tóm lại là quan điểm của các chuyên gia thì vẫn tin vào câu chuyện dài hạn của thị trường Việt Nam, nhưng mà trong ngắn hạn thì có thể là, tức là tính toán tất cả các yếu tố cũng như là mặt bằng định giá, thì có thể là giai đoạn này nó có những cái áp lực nhất định, đúng không? Có thể là đi ngang để chờ lợi nhuận tăng lên, hoặc là điều chỉnh một chút, đặc biệt là như chị Hiền có nhắc là trong những vùng trũng thông tin. Nhưng mà nếu mà vượt qua được giai đoạn này thì chúng ta hoàn toàn có một cái tương lai của quý 4 và năm sau vẫn rất là ok, đúng không ạ? Không biết là có đúng ý của các panelist hay không nhá. Nếu mà sai chỗ nào thì các panelist cứ sửa cái tóm tắt của tôi ha. Thực ra thì nói kỹ hơn một chút về cái rủi ro thì chúng ta trong hơn một năm vừa qua dòng tiền F0 là thống lĩnh thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như thị trường chứng khoán trên thế giới. Tuy nhiên mà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam chúng ta là bán rất là mạnh. Nhưng mà có một cái dấu hiệu rất là tích cực ở thời điểm hiện tại là khi mà dòng tiền F0 có dấu hiệu chững lại vì một số lý do gì ấy trong tháng 6 thì dòng tiền đầu tư nước ngoài đang rất tích cực và hứng khởi quay trở lại ở ngay cái vùng điểm là khoảng 1.350-1.400 điểm của VN Index thời điểm hiện tại. Thì đấy cũng là một cái yếu tố rất là tích cực hỗ trợ cho cái dòng tiền tiếp tục cái dòng tiền tham gia vào thị trường. Rồi, tức là anh Hoàng vừa bổ sung một cái chi tiết là sau tháng bán ròng rã, đúng không? Thì bây giờ có dấu hiệu là dòng tiền từ nước ngoài quay lại mua ròng ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà anh có cho rằng đây là cái xu hướng bền vững không? Sẽ mua tiếp trong những tháng tiếp theo của sau tháng cuối năm không? Hay là... Tôi nghĩ là sẽ là một xu hướng năm nào họ cũng sẽ mua ròng. Đấy, nhưng mà thường thì theo thống kê là họ sẽ mua ròng rất là mạnh vào thời điểm quý 1. Đấy là cái mùa giải ngân của rất nhiều quỹ đầu tư. Chính vì vậy mà lúc nãy chúng ta có nói được là nhà đầu tư phải rất là cẩn trọng vào cái thời điểm vùng trũng thông tin như thời điểm hiện tại. Nhưng mà khi vượt qua rồi thì thời điểm quý 1 sẽ là thời điểm thường là rất là tích cực của thị trường chứng khoán ở gần như tất cả các năm. Đấy là nơi giải ngân của các dòng tiền đầu tư nước ngoài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... sau khi quý nhà đầu tư lắng nghe ý kiến của các chuyên gia anh Tú Anh về vĩ mô, đúng không, và Hiền Hoàng Như Tuấn về thị trường rồi, bây giờ chúng ta thử làm một cái survey nhá. Chúng ta thử làm một cái survey như là thầy bói đoán VN Index và quý nào như nào, thì mọi người đợi tí tôi sẽ có một cái hướng dẫn như này nha. Mọi người đợi một chút. Phải dùng smartphone. Đúng rồi, mọi người chuẩn bị smartphone có wifi nhá, để chúng ta cùng tương tác qua đến chiếu này em cho mọi người gửi đường link công ty nhé. Anh gửi đường link nhé. Thế này anh gửi đường link qua đâu được nhỉ? Anh gửi đường link cho tụi em đấy, xong anh sẽ chiếu lên trên. Cái nhà đầu tư cùng vào cái trang này nha, mình sẽ hướng dẫn nha.
mà mọi người sẽ cùng em chiếu màn hình lên cho mọi người nhìn thấy được ấy. Chiếu lên màn hình Mentimeter. Chúng ta cùng làm cái dự đoán vui vui với nhau nha. Này là chưa xây này. Em chiếu màn hình lên được không? Chiếu màn hình cho mọi người đây. Hả? Ok, mọi người đợi một chút nhé. Đấy ạ, chúng ta nhìn thấy trên cái màn hình không ạ? Chúng ta vào cái một sao nó không hiện cái trên này. Cái trang web www.menti.com được không ạ? Khi nó hiện cái cửa sổ lên thì mọi người gõ cái code là 61924997 nhé. Thì nó sẽ hiện ra một cái câu hỏi để chúng ta thử đoán cái chỉ số VN Index ở bước nào vào cuối năm 2021 ha. Anh sẽ hỏi là thời điểm hiện tại là index là bao nhiêu? Kết phiên hôm nay VN Index đang là đợi tí nha. 1374. Em ơi, xem chiếu lên đây nó không hiện lên cái dòng đó. Các nhà tư có vào được cái website đó chưa? Rồi đúng không? Ok. Em chèn lên chỗ này cho mọi người vào được. Nhưng cái mã là đang chưa nhìn thấy. Cái mã nó là 619 nhé. 24997 á. Đây đây đây. À đúng rồi, có cái đường link đấy. Đúng rồi, em gửi cái đường link nó lên trên. Gửi cái mã code ở trên cái này luôn này. Mã code ở bao nhiêu nhỉ? Đọc lại mã code. 61. Mã code đây nhá. Mã code là chờ mình một tí. 6192 rồi đúng rồi, chưa ra lần rồi. Đã, có một số anh chị các nhà đầu tư đã vào bình chọn rồi đấy ạ. Nó có mấy cái mốc nhé, là một là dưới 1002 này, thứ hai là từ 1002 đến 1003 chỉ số VN Index đấy ạ. Thứ ba là từ 1003 đến 1004, thứ tư là từ 1004 đến 1500 đúng không ạ, 1500 đến 1600, 1600 đến 1700 và mốc trên 1700 ạ. Các nhà đầu tư vào chọn chúng ta chọn càng nhiều càng tốt. Mình sao cho hiện lên màn hình để mọi người nhìn thấy được em. Ok, cái nào tôi đợi một tí nhé. Phải có code ở đây người Đức Anh, 6192497 nhé. Có gửi qua trên room cửa sổ chat đấy. Nhưng mà vẫn chiếu lên màn hình để mọi người dễ nhìn được ạ. Mình ra mình chọn cùng mọi người đó. Em đã chọn rồi. Chọn rồi đi. Chọn 16.000 bạn. Mình 16.000 bạn. Rồi sau phần này chúng ta sẽ đến với phần các ý tưởng đầu tư 6 tháng cuối năm nha. Và chiến lược quản lý tài sản như nào. Đây là tôi nán lại để chúng ta cùng cùng trao đổi tiếp ạ. Em thử chiếu màn hình lên để em đọc cái kết quả cho mọi người một chút. Hiện tại là đang số đông nhất là đang chọn là VN Index sẽ ở mức từ 1.400 đến 1.500 vào cuối năm 2021. Và cái lượt bình chọn mà nhiều thứ hai á là sẽ ở trong khoảng từ 1.500 đến 1.600. Nhưng mà vẫn có một tỷ lệ khá lớn nhá, là chọn là VN Index cuối năm 2021 sẽ ở 1.600 đến 1.700 nhá. Mấy hôm nay là thị trường hơi điều chỉnh tí mà nhà tôi cũng đừng có lo lắng lắm ha.
crazy. À, có một nhà đầu tư chọn mốc là cuối năm 2021 VNX sẽ dưới 1.200. Chỉ có một thôi, một nhà đầu tư thôi ạ. À, mình sẽ chụp cái ảnh này và sẽ gửi lại cho mọi người qua cái nhá. Cái đúng cái trên cái comment này để mọi người có thể tham khảo luôn. Đúng không ạ? Không, để em chụp cho, em biết cách em chụp nhanh lắm. Không cần dùng nữa đâu, anh làm cho. Làm cái này rất là nhanh. Chứ kết quả mình cho mọi người nhìn qua tí. Ok ạ, như vậy là tổng hợp lại nhé, là với câu hỏi là VN-Index sẽ ở mức nào vào cuối năm 2021 thì hiện tại số đông nhất các nhà đầu tư là đang chọn là nằm trong khoảng từ 1.400-1.500 và lựa chọn nhiều thứ hai là từ 1.500-1.600 ạ. Tóm lại là phía lạc quan vẫn nhiều lên nhá, vẫn là cao hơn. Nhà đầu tư đang hỏi là gửi cái kết quả lên YouTube nữa em ạ. Xe lên trên YouTube nữa, mình có xe lên YouTube không? Ok ạ, các bạn đồng có thể tạm giả la một tí xíu thôi. Chúng ta giả la khoảng độ 3 phút ha. Chúng ta có thể uống nước và xin giả tí, chúng ta sẽ quay lại. Tí nữa sẽ có hai câu khác nữa, nhưng mà ở phần sau. Liên quan đến ngành với cơ hội còn khá nhiều cái tương tác giao lưu đoạn sau rồi nhé. Nhưng nhà tôi tạm giải lao một chút, khoảng 3 phút thôi, ta sẽ quay lại ngay lập tức ạ. Khá lạc quan là 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên vẫn có một số nhà đầu tư là tương đối thận trọng với cái mức bình chọn, là cũng có đến một số lượng khá lớn nha, chọn mức từ 1.200-1.300, có nghĩa là còn giảm thêm độ hơn 100 điểm từ vùng này nha. Cuối năm, ok, thị trường mà có người mua có người bán thôi. Bây giờ chúng ta sẽ giao lưu một số câu hỏi ở phần thị trường chứng khoán với các nhà đầu tư đã ha, trước khi chúng ta sang cái phần cuối là về chiến lược quản lý tài sản và cơ hội đầu tư. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một số câu hỏi giao lưu nha. Đây, để tôi đang nhận được khá nhiều câu rồi đây. Có một câu của nhà đầu tư có nickname là Lộc Đặng này. Độ minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện được xếp hạng bao nhiêu trong khu vực, liệu có bị thao túng hay không? Câu hỏi này hơi nhạy cảm một tí, thì không biết là có panelist nào muốn trả lời câu này không? Độ minh bạch của thị trường chứng khoán hiện tại xếp hạng bao nhiêu trong khu vực và liệu có bị thao túng hay không? Cũng hơi nhạy cảm. Không phải là nhạy cảm, nhưng mà là nó không có một cái chấm điểm nào để biết thế nào là minh bạch. Ở đây mình không biết thế nào là minh bạch, phải có định nghĩa đấy rõ ràng, thì hiện tại trên thế giới đâu cũng có một cái bộ chỉ số nào để mà xác định cái phân chia. Khi nào chúng ta lấy emerging thì chắc là nó sẽ tốt hơn. Có lẽ là không trả lời. Chung tóm lại là mình đang khá nỗ lực để lên emerging. Emerging market, cho nên là độ minh bạch nó sẽ tăng dần lên, sẽ cao hơn. Đúng rồi, tức là chúng ta phải quan tâm đến cái xu hướng về cái tính minh bạch ngày càng tốt hơn. Đúng không? Đúng rồi.
Chứ còn ở mức sơ khai thì rất nhiều những cổ phiếu mà khiến nhà đầu tư bị thao túng giá. Đấy, ví dụ như ROS là điển hình đúng không ạ? Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì rõ ràng là cái xu hướng đấy, nhà đầu tư đã được bảo vệ tốt hơn rồi, cơ quan quản lý biết lắng nghe nhiều hơn. Ví dụ như là cái đợt mà nghẽn lệnh chẳng hạn, thì rõ ràng là các cơ quan quản lý đều rất là sốt sắng và đều có những cái động thái khắc phục khá là sớm. Rồi. Đây có câu hỏi về thị trường này. Có một nhà đầu tư gửi câu hỏi về thị trường nhé. BVIDEX hiện tại đã sắp xỉ 19 lần, có còn hấp dẫn để đầu tư cho 6 tháng cuối năm không? Nếu có thì ngành nào còn hấp dẫn và xứng đáng đầu tư? Nếu được xếp thứ tự ưu tiên thì từ 1 đến 5 bạn sẽ chọn như thế nào? Thì cái câu hỏi này thì nó sẽ có hai phần. Thì phần phía sau là liên quan đến chọn các ngành nghề thì chúng ta sẽ để đọc xong ta cùng thảo luận. Nhưng mà phần đầu là bình luận về cái việc là B ở thị trường hiện tại thì còn hấp dẫn để đầu tư cho sáng sáng tháng cuối năm hay không? Thì không biết là panelist nào cũng trả lời không? Đúng rồi, câu này hồi nãy anh Tuấn Hoàng đã có trả lời về cái ý này rồi, đúng không ạ? Tức là cái vùng này thì nó sẽ xa quay một thời gian để đợi an ninh, đúng không? Để nhuận tăng lên để nó ở vị trí phù hợp. Tức là thực ra là PE hiện tại tốt hấp dẫn nhanh hay không mà do cái góc nhìn của mình. Hiện tại nếu mình so với lại là trung bình mấy năm trước, 5 năm trước thì nó vẫn đang ở mức trung bình. Yeah. Nếu mình so với lại cái mức đỉnh của năm 2022 thì nó vẫn thấp hơn đỉnh của năm đỉnh của năm 2018 thì vẫn thấp hơn, vì lúc đấy thì là PE của thị trường đâu đó là mức 22 đến 23. Tuy nhiên nếu mình đảo góc nhìn một chút, là nếu mà mình nhìn so với lại cái tăng trưởng lợi nhuận của Việt Nam trong 2 năm tới, là giai đoạn 2021-2023, thì rõ ràng là thị trường của mình rất là hấp dẫn hơn nhiều so với các thị trường khác trong khu vực. Hoặc là mình nhìn xa hơn một chút hơn nữa, khi mà mặc dù đợt này thì mình không được vào cái rổ theo dõi của MSCI, nhưng mà nếu mà nhìn các thị trường khác trước khi mà họ được đưa vào trong rổ theo dõi của MSCI thì cái PE của họ tăng được tăng khoảng từ 20-50% so với lại PE trung bình 5 năm trở về trước. Có nghĩa là cái góc nhìn của mình nó sẽ thay đổi theo những cái cơ hội của thị trường. Còn ở thời điểm hiện tại thì nó đâu đó có thể cao so với lại quá khứ, nhưng mà một số so với tương lai thì nó chưa chắc nó là cao, đúng không? Rồi thì comment thêm một chút rằng là em thấy như này. Tức là ví dụ như chúng ta xem xét ok, thị trường hấp dẫn hay không, nó là hai điểm như kiểu chị Hiền vừa nói rằng là so với quá khứ, đúng không ạ? Thì nó có hai điểm, một là tăng trưởng cái EPS của thị trường, hai đến từ việc mà động thái tăng cái PE lên. Thì nếu như chúng ta nhìn MSCI mà vào MSCI thông thường cái PE lên khoảng 25-27 lần. Nếu nhìn Pakistan chẳng hạn khi họ vào cái rổ MSCI, thì nếu tại thời điểm hiện tại thì nó đang là đắt so với quá khứ. Nhưng mà chúng ta cần cái động lực mới, đó là liệu rằng mình có vào được MSCI hay không. Nếu em đã vào được MSCI thì mức định giá này vẫn còn rất là rẻ. Đó thì nó sẽ cần động lực mới. Tóm lại cần động lực mới. Mình thì mình phải cho rằng là thôi, cứ cái vụ nâng hạng nó cứ từ từ. Mình cứ treo cái rừng mơ đó ở phía trước thì mọi người còn có động lực để vào đây. Nếu mà câu chuyện đó mà xảy ra sớm quá thì hết chuyện. Thì cũng hơi... Hệ thống của chúng ta không đáp ứng với cái lượng của nước ngoài đâu. Đúng rồi, tôi nghĩ là cái mà để nói là PE cao hay thấp thì chúng ta phải có cái benchmark, tức là có một cái điểm so sánh. Điểm so sánh ở đây, cái gốc của PE cao hay thấp là so với lãi suất. Nếu mà lãi suất xuống thấp thì PE như vậy này là vẫn chưa phải là cao, đúng không ạ? Và lãi suất mà cao á thì PE thế này là cao. Đấy, vì PE và lãi suất nó sẽ ngược chiều nhau. Do đó là xu hướng, nếu chúng ta phải thấy là nếu xu hướng mà lãi suất sắp tới nó đi giảm xuống thì cái PE như thế này vẫn là chưa phải là cao. Đấy, thì đấy. Có một ý bổ sung rất hay của anh Tú Anh là chúng ta không tính tương quan trong mặt bằng lãi suất nữa, đúng không ạ? Một ý khá hay. Ok, bây giờ chúng ta sang luôn cái phần chủ đề về chiến lược quản lý tài sản và ý tưởng đầu tư 6 tháng cuối năm ha. Sau đó chúng ta có thể quay lại để giao lưu thêm các câu hỏi về thị trường chứng khoán sau cũng được ạ. Ok.
em chiếu cái slide rồi. Ok, chúng ta sang phần 2 ha, định hướng chiến lược quản lý tài sản và đầu tư 6 tháng cuối năm 2021. Thì trong cái cách mà hướng dẫn nhà đầu tư ở tại VNREX á, nó cũng có một cái nét đặc trưng khá là đặc biệt, tức là chúng ta không phải chỉ đầu tư mỗi cái phần chứng khoán không, mà chúng ta, em chiếu cái slide lên cho các nhà đầu tư luôn. Anh cứ nói và chúng tôi hướng dẫn nhà đầu tư là người ta xây theo cái phần một cái tháp tài sản, đúng không? Tóm lại nó đông ra rất là nhanh thôi, để mà có cái sức khỏe tài chính và đầu tư chúng ta cảm thấy an tâm và ngủ ngon đó, đúng không? Vì là chúng ta thấy là mấy hôm vừa rồi là mặc dù là thị trường suốt một thời gian 6 tháng tăng rất nhiều, nhưng mà chỉ cần điều chỉnh mạnh một chút là nhà đầu tư rất là bất an và hỏi liên tục. Thì VNREX có một cách tiếp cận rất hay là người ta xây theo cái tháp tài sản. Em next thêm một lần nữa. Và đây là ok. Theo tháp tài sản, đúng không? Thì có nghĩa là mọi người trích từ thu nhập ra để mua một số loại sản phẩm tài chính để chúng ta xây được cái quỹ dự phòng thanh toán, đúng không? Lỡ mà nó xảy ra trường hợp Covid xảy ra mất việc thì chúng ta có cái dự phòng hết rồi, chúng ta mua đầy đủ bảo hiểm. Rồi chúng ta có cái hạt hữu trí để mình an tâm, đúng không ạ? Đây cũng là một cách để quản trị rủi ro khá tốt. Ngoài ra thì trong đầu tư thì có thể chúng ta trích ra một phần để chúng ta đầu tư kiểu thụ động định kỳ. Chúng ta hay nói cái từ tóm tắt nôm na nhanh là DSIP, tức là chúng ta đầu tư định kỳ. Kể cả thị trường nó có tăng hay giảm hay không thì chúng ta cũng không có ngại lắm. Chúng ta cứ đầu tư đều đặn thôi. Thì sau một thời gian nó sẽ tạo ra một cái tài sản ta tích sản khá là tốt. Cái này trích ra từ tiết kiệm của chính chúng ta. Thì cái phần còn lại, cái phần màu xanh lá cây mà quý nhà đầu tư nhìn cao ở trên đó, chính là cái tầng mà chúng tôi đặt tên là đi active, là đầu tư chủ động để mà chúng ta gia tăng thịnh vượng. Thì cái phần này chúng ta có thể linh hoạt một chút. Đấy, thì nếu mà chúng ta chia cách như này thì kể cả mà trong mấy ngày vừa rồi nó có bị giảm một chút thì nó cũng không hề ảnh hưởng đến cái tài chính của chúng ta, đúng không? Thế thì bây giờ quay sang các panelist của chúng ta. Thì theo các panelist thì với cái tình hình vĩ mô nãy vừa rồi chúng ta vừa trao đổi với nhau về thị trường chung như vậy rồi, thì các panelist có thể chia sẻ cái quan điểm của mình cho các nhà đầu tư là chúng ta đưa ra cái chiến lược quản lý tài sản của mình như nào. Ví dụ có thể về phân bổ tài sản theo phân lớp tài sản này cũng được, hoặc là ví dụ như cho chọn tỷ lệ phân bổ giữa cổ phiếu và các cái loại tài sản khác, thì các bạn sẽ đưa ra cái chiến lược như nào. Thì phần này xin mời anh Hoàng Cao, giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ iBank, có thể chia sẻ với các nhà đầu tư. Vâng, về trong bối cảnh hiện tại thì rõ ràng là khi mà sau những cái đợt tăng giá rất là tích cực thời gian vừa rồi, thì việc để ý đến cái tháp tài sản của mỗi cá nhân là rất là quan trọng. Thì bản thân VNDirect là cũng đưa ra một cái guideline, một cái hướng dẫn rất là chi tiết cụ thể cho các nhà đầu tư, và bản thân chúng tôi cũng luôn ở ngay bên cạnh các bạn để có thể hỗ trợ các sản phẩm tương ứng. Ví dụ như là cái phần D-Life là cái gọi là an tâm để cho mọi người có thể liên quan đến hưu trí hoặc là những cái quỹ dự phòng bất chợt, thì mọi người cũng nên tích góp khoảng 10-15% những cái thu nhập hiện tại để có thể đưa vào những cái quỹ này. Đấy, thì chúng tôi có những cái sản phẩm ví dụ như là đi cash fund hoặc là money market của VNDirect cung cấp cho nhà đầu tư. Về cái thứ hai là về cái D-SIP, tức là chúng ta sẽ hàng tháng cũng tích lũy thêm những cái khoản thu nhập của chúng ta vào những cái danh mục đầu tư định kỳ, để vào những cái quỹ cổ phiếu, những quỹ trái phiếu, để có thể tận dụng những cái đà tăng của thị trường chứng khoán. Thế thì vào cái thời điểm hiện tại của chúng ta, khi mà VN Index đang ở cái mốc hiện tại, thì chúng ta nên phân bổ là chú ý nhiều hơn đến cái phần rủi ro ở thời điểm quý 3. Bởi vì theo những cái thống kê là rõ ràng là thời điểm quý 3 là chúng ta nên tập trung bảo toàn. Bởi vì rõ ràng khi các nhà đầu tư tham gia
trên thị trường chứng khoán khoảng 6 tháng trở lại đây hay là 1 năm trở lại đây, rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia, thì chúng ta đã có những cái thành quả nhất định và chúng ta đã có những cái gì đó để cần bảo toàn. Thì chúng ta lời khuyên là chúng ta ở thời điểm quý 3 chúng ta nên nghĩ nhiều hơn về những cái đó. Và những cái phần D-SIP là những cái rất là phù hợp cho các nhà đầu tư có thể mua chứng chỉ quỹ của công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ. Và phần trên cùng là cái phần D-Active, tức là những cái mà nhà đầu tư đến VN Direct chủ yếu là sẽ tham gia vào cái này. Thường các nhà đầu tư biết đến cái D-Active này là đầu tiên, và đến VN Direct là chỉ nghĩ là có cái này thôi. Đấy, thế thì bây giờ là những cái này mọi người rất là quen thuộc rồi. Thế nhưng mà qua cái buổi này thì chúng ta cũng biết thêm được là hai cái phần khác của một cái rất là thú vị khác. Đấy là đầu tư định kỳ và những cái sản phẩm an tâm hưu trí. Vâng, xin cảm ơn. Tôi có bổ sung gì về cái chiến lược đầu tư quản lý tài sản 6 tháng cuối năm không? Với cái tình hình như này thì anh có gợi ý gì cho nhà đầu tư khi xây dựng cái tài sản cho mình không? Vâng, thì cũng giống như VinDirect thôi, thì ở góc độ của tôi thì tôi cũng xây cái tầng dưới cùng trước là tầng đi lai, gồm có tôi có một chút tiền gọi là dự phòng này, một chút tiền định kỳ gửi trong hưu trí, ví dụ mỗi tháng tôi cũng tiết kiệm 3 triệu để vào cái quỹ hưu trí của VinDirect. Rồi tôi cũng có một cái bảo hiểm gói bảo hiểm sức khỏe và một bảo hiểm gói bảo hiểm nhân thọ, thì đó coi như là phần bên dưới cùng. Còn tài sản tôi thì chủ yếu nằm trong D-SIP, tức là ở góc độ cá nhân, đây là góc độ cá nhân chia sẻ rất là cá nhân. Thì tôi tức là sẽ tùy theo mỗi người nhé, thì ở đây góc độ tôi chia sẻ cá nhân đó, thì 100% tài sản tôi là nằm trong cổ phiếu, ngoại trừ những cái ví dụ như nhà ở vân vân, tôi có nhà rồi thì không tính, tôi không tính vào đây, tôi chỉ tính nguyên phần tài sản lọc của tôi là toàn bộ vào cổ phiếu. Và tôi thực hiện D-SIP từ rất lâu rồi, tức là tôi D-SIP từ năm 2012 cơ. Cho đến tận bây giờ thì có một đặc điểm rằng là quý vị cần phải lưu ý rằng là nếu quý vị coi mức lương hàng tháng của quý vị là một khoản trái phiếu chẳng hạn, ví dụ mỗi năm quý vị tiết kiệm được khoảng 100 triệu giả sử đấy đi, và lợi suất khoảng 10%, thì coi như là quý vị đang sở hữu một cái gói trái phiếu có giá trị là 1 tỷ, đúng không? 1 tỷ. Thế thì trong trường hợp nếu như mà chúng ta để cái tỷ lệ phân bổ, tức là sẽ có một số cái lý thuyết về phân bổ giữa cổ phiếu và trái phiếu chẳng hạn, thì ví dụ quý vị mà để tỷ lệ phân bổ 73 chẳng hạn, thì rõ ràng là cái phần cổ phiếu quý vị có thể để trong đấy khoảng đến 6 tỷ, à quên, xin lỗi, 3 tỷ đến 4 tỷ đó. Đấy, thì đấy là ở góc độ đơn giản là so sánh như vậy. Còn góc độ của cá nhân tôi thì tôi luôn luôn cho hết vào chứng khoán, và tôi có thể ví dụ như là tại thời điểm này tôi nhận thấy là một số ngành nào đó sẽ được hưởng lợi nhiều hơn, thì tôi sẽ hướng tài sản nhiều hơn hướng đó, tức là vẫn là giống như một khu vườn ấy, một khu vườn có rất nhiều cây, nhưng tại thời điểm này tôi sẽ tưới nước nhiều hơn vào cái vùng cây mà nhiều khả năng sẽ được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Đơn giản như thế. Thế thì tôi sẽ luôn luôn D-SIP, tức là cái đống tài sản thì tôi vẫn giữ nguyên nhé. Nhưng mà tại thời điểm này tôi nghĩ rằng là ánh sáng chiếu vào chỗ này thì tôi sẽ tưới nước nhiều hơn vào khu vực này. Đó thì đấy là quan điểm cá nhân tôi. Ok, Tuấn là một cái đồng nghiệp của mình, và mình cũng biết là bạn ấy có khả năng chọn được các cái nhóm ngành và cổ phiếu đầu tư rất là tốt, và đã làm một cái kỷ lục về đầu tư đều đặn liên tục. Ở cái tầng thứ hai mà nãy các panelist hay dùng cái từ là D-SIP ấy, thì tôi giải thích lại cái thuật ngữ đó để cho các quý nhà đầu tư dễ theo dõi. Đó là chúng ta đầu tư tích sản định kỳ, tức là chúng ta cứ thường xuyên có dòng tiền thì chúng ta cứ mua tài sản tốt, chúng ta để đó. Thì tôi nghĩ là nhất là trong cái giai đoạn hiện tại mà thị trường nó cũng có những cái biến động ấy, thì nếu mà ai mà làm theo cách này thì sẽ rất là an tâm và ngủ ngon hơn, chứ không đến mức là mất ăn mất ngủ. Tôi cũng là người mà trực tiếp trao đổi với khách hàng hàng ngày mà, thì cũng thấy là các anh mặc dù đang có rất nhiều tiền nhưng mà cực kỳ bất an trong mấy cái phim vừa rồi, đúng không ạ? Nha, thì cái nào tôi có thể tham khảo thêm cái cách này. Thì đây cũng là một cái đặc trưng khá là đặc biệt ở tại VNREX, thì mà chúng tôi cũng đồng hành hỗ trợ các khách hàng không phải chỉ đầu tư kiếm tiền không, mà đầu tư cũng phải thấy vui và ngủ ngon cơ. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ sang cái nội dung. Dù là chúng ta xây cho đầu tư định kỳ hay là đầu tư linh hoạt thì vẫn phải biết là chúng ta trồng cái gì, nuôi con gì, đúng không ạ? Chúng ta sang một cái phần là tiêu điểm đầu tư 6 tháng cuối năm, tức là chúng ta có những cái ý tưởng gì để chúng ta chọn được cái tài sản tốt cho nó phù hợp ở cái giai đoạn này, đúng không ạ?
Thế thì chắc là trước khi nghe cái chia sẻ của các panelist nhé, thì tôi muốn được khảo sát các nhà đầu tư trước được không ạ? Vì nếu không là nếu mà các panelist mà chia sẻ trước thì nó mang tính chất thì định hướng mất rồi, đúng không? Thì tôi muốn lắng nghe thử là các quý nhà đầu tư chọn cái gì trước, đúng không ạ? Thì chúng ta lại tiếp tục nhé. Anh chị vào cái trang Menti hồi nãy á, hồi nãy câu đầu tiên chắc là chúng ta hơi bỡ ngỡ, hơi lạ, nhưng bây giờ chắc là sang câu thứ hai này là mọi người đã quen rồi, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhau vào chúng ta bình chọn nhé. Nó sẽ có hai câu, một câu là nhóm ngành nào đáng đầu tư nhất 6 tháng cuối năm 2021, thì anh chị sẽ chọn ba cái lựa chọn nha. Tôi cũng sẽ vào, tôi chọn cùng với mọi người luôn này. Đó, cái cốt này, cái cốt tôi sẽ đọc cho mọi người nha. Đấy, em gửi cốt qua trên room cho mọi người. Cốt là 5431 7379. 54 này, 31 này, 73 này, 79 này, được không ạ? Tôi đọc rất là chậm ấy. Thế cái đầu tư dễ theo dõi nhé. Đây có một loạt các ngành nha, khá là dài. Chúng ta được chọn 3 ngành ạ. 3 ngành nào là anh chị thấy có triển vọng lớn nhất? Em gửi link cho Đức để bạn ấy chiếu ra. Ok rồi đúng không? Chiếu lên màn hình cho mọi người nhìn thấy luôn. Được chưa? Cái nhà đầu tư làm được chưa? Chúng ta cùng nhau chọn nhé. Đấy, anh chị được chọn 3 ngành ạ. Trong lúc đó thì mình có thể chiếu lên cho các nhà đầu tư cùng nhìn luôn ha. Ok, mình khuyến khích các anh chị và bình chọn càng nhiều càng tốt nhé, thì cái mẫu nó đủ ý nghĩa để chúng ta cùng nhìn đấy, đúng không ạ? Trong lúc đó thì ban tổ chức có thể chiếu lên được không, để cho xem cái nào tôi đang chọn cái gì là nhiều nhất ạ? Kết quả này sẽ được gửi lại cho các anh chị nhé, để chúng ta cùng xem luôn. Vào chỗ present đây. Xe vô tình. Không không. Chiếu để nó đang interactive mà. Chiếu lên này. Chiếu lên cho mọi người nhìn thấy tương tác luôn. Để tôi đọc luôn nhé. Hiện tại là các nhà đầu tư đang tham gia bình chọn số cái ngành mà đang chiếu lên coi. Ngành số 1 đang được các nhà đầu tư chọn là ngành bất động sản á. Bất động sản đang là cao nhất á. Thứ nhì, hai ngành thứ nhì là ngành bán lẻ và ngành ngân hàng thì đang có số phiếu tương đương nhau. Đấy, top 3 ngành mà đang được chọn nhiều nhất là bất động sản, ngân hàng và bán lẻ. À, ngân hàng đang vươn lên số 1 rồi. Bán lẻ là số 2 và bất động sản là số 3. Ngành chứng khoán cũng có một cái lựa chọn khá là cao nha. Đang xếp thứ 4. Ngành xếp thứ 5 là công nghệ này. Thứ 6 là ngành xuất khẩu, tức là nhóm thủy sản, dệt may, gỗ này. Ngành thép không hiểu sao là đang được chọn rất là ít nha. Mặc dù 6 tháng đầu năm là thép là mưa gió đúng không? Bây giờ là hiện tại là đang chỉ có 5 voting vào trong cái này thôi. 76 rồi. 72 rồi. 72 rồi, đang tăng lên dần dần. Cái này em nhìn là 200. Nó bị lag một tí, Đấy nhá, mình sẽ đọc lại cho mọi người nhá. Hiện tại ngành đang được chọn nhiều nhất trong số những người tham gia bình chọn này. Số 1 là bán lẻ rồi. Thứ 2 là ngân hàng. Thứ 3 là ngành bất động sản á. Thứ 4 là chứng khoán và thứ 5 là ngành công nghệ. Đấy, đây là hoàn toàn là sự tham gia bình chọn của các quý nhà đầu tư ha. Đấy, để chúng ta có thể tham khảo luôn. Mọi người có thể copy cái này để cho anh chị tham khảo. Rồi, đó là câu thứ nhất nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang thêm câu thứ hai luôn. Anh chị bình chọn luôn là top 3 cổ phiếu đáng đầu tư nhất 6 tháng cuối năm 2021 là gì. Chúng ta sẽ cùng vào, chúng ta cùng bình chọn với nhau luôn nha. Chiếu lên cái đường link và cái code luôn. Code vừa rồi là ngành nha, bây giờ là cổ phiếu này, top 3 cổ phiếu đáng đầu tư nhất 6 tháng cuối năm 2021. Code của nó là 4
để coi 47 này, 33 tôi đọc chậm để các nhà đầu tư nghe được nha, 36 và 53. Ok không ạ? Thì cái này thì chúng ta không chọn mà chúng ta sẽ gõ mã cho ạ, mã cổ phiếu vào. Em gửi code lên cho nhà đầu tư. À, quên mất, nãy mình để luôn một code này, câu tiếp theo đó. Hay hơn. Xin lỗi là hơi mất thời gian cho quý nhà đầu tư. Tí nữa chúng ta gõ code vào nha. Vâng, anh chị gửi vào được top 3 cổ phiếu ạ. Rồi. Hiện tại để tôi cập nhật cái bình chọn cho các quý nhà đầu tư nhé. Hiện tại cổ phiếu đang được chọn nhiều, cái nguyên tắc hoạt động của công cụ này như này, tức là cổ phiếu nào được chọn nhiều nhất thì nó sẽ hiện lên ở vị trí trung tâm và chữ nó to lên. Hiện tại cổ phiếu đang ở vị trí số 1, được voting là Techcombank ạ. Và có MWG cũng được chọn nhiều nè. HBG, FPT, VHM. Đấy. Và các nhà đầu tư tiếp tục chọn tiếp đấy ạ. Xin chiếu lên màn hình được không? Để cho nó tương tác với các nhà đầu tư luôn. Và đấy, Techcombank đang ở vị trí số 1. Tiếp theo là MWG, Hòa Phát, Vinhome, FPT, Zemadec. Đó là những cổ phiếu mà đang được chọn nhiều. Có HCM nữa, VND. Wow. Cái này nó cũng vui thôi đúng không ạ, để xem được là cái nhà tôi đang nghĩ gì. Chúng ta tham gia được ạ, chúng ta bình chọn càng đông thì cái sự lựa chọn nó sẽ càng có ý nghĩa ha. Hồi nãy giờ tôi thấy là vị trí có thay đổi nhưng mà có vẻ như là Techcombank, Boy World luôn luôn là được lựa chọn rất cao nhé. Và Techcombank và Boy World, FPT nữa, Vinhome và Hòa Phát. FPT đúng là em thấy giờ rồi cái mắt rồi. Có đấy, chữ màu cam đấy, màu vàng đấy. Đấy, hiện giờ là trên màn hình các quý vị là chữ to nhất là Techcombank, Mobile World, Vinhome và Hòa Phát. Blue Chip vẫn là được chuộng nhiều nhất ha. Đang còn 58 lượt bình chọn. 63 Trên màn hình kia nó hơi lép. Rồi, đây cũng là một cái rất đáng tham khảo ha. Đúng không ạ? Ô, ngành chứng kìa. Rồi. HCM. Gì đó. Luôn ngành chứng. Eredai cũng nhiều nè. OVB. Ok, hồi nãy giờ vị trí có thay đổi nhưng mà tôi thấy là Techcombank, Moeweer, Hòa Phát, FPT có vẻ là được chọn nhiều nhất. Vinhome nữa. Anh Tú Anh cũng có thể tham khảo cái lựa chọn của các nhà đầu tư ha. Tí nữa chúng ta sẽ đối chiếu với lựa chọn của các chuyên gia xem như nào, ta cũng có một cái đối chiếu nhất định ha. Rồi, ok ạ, rồi tôi vừa làm một cái khảo sát vui với các quý nhà đầu tư đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe các panelist của chúng ta để trao đổi xem thử là 6 tháng cuối năm sẽ có những cái chủ điểm đầu tư nào, ý tưởng đầu tư nào tốt, đúng không ạ, để mà có thể đầu tư được cho 6 tháng cuối năm và có thể là sang năm sau nữa. Nên là xin mời chị Hiền chia sẻ trước phần này đi ạ. Em chia slide. Về chủ điểm đầu tư cho 6 tháng cuối năm thì của VnDirect cũng đưa ra 4 cái chủ điểm đầu tư trong cái báo cáo được phát hành vừa rồi. Và 4 chủ điểm này nó đi cùng với cái bối cảnh vĩ mô cũng như là cái kỳ vọng về một cái sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Thứ nhất là mình nhìn từ cái góc độ là nhu cầu thế giới phục hồi thì Việt Nam là một trong những cái nước mà xuất khẩu ròng thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi. Thì những cái ngành mà thiên về xuất khẩu như là thủy sản, gỗ, dệt may, cao su hay là những cái ngành mà phục vụ cho xuất khẩu như là logistics hay là bất động sản khu công nghiệp đều là những ngành được sẽ là những ngành nổi bật trong cái chủ điểm đầu tư này. Cái chủ điểm đầu tư thứ hai thì nó sẽ đi xa hơn một chút khi mà Việt Nam mà đã tiêm vaccine đạt đến một cái tỷ lệ mà như chúng ta nói là tỷ lệ miễn dịch cộng đồng thì nó sẽ là cái sự hỗ trợ cho những một số ngành dịch vụ như là hàng không hay là bán lẻ.
Và cái chủ điểm thứ ba là cái việc mà tăng lên của giá cả hàng hóa trong thời gian gần đây. Thì có rất là nhiều dự báo là cho rằng là giá cả hàng hóa nó sẽ tăng ở cái mức này là mức đỉnh và có xu hướng giảm xuống. Nhưng mà vấn đề cốt lõi ở đây ấy, là chúng ta nhìn thấy là hầu hết cái giá bán trung bình của năm nay nó đều cao hơn năm trước. Thì như vậy có nghĩa là những cái ngành mà khá là nhiều ngành sẽ được hưởng lợi từ cái việc là cái giá bán trung bình cao hơn. Mà ở đây là chúng ta có là ngành dầu khí này, ngành một số ngành như là phân bón, hay là thủy sản, hay là cao su, hay là xuất khẩu, hay là đường, cũng là những ngành sẽ được hưởng lợi. Và trong cái chủ điểm thứ ba là, xin lỗi, chủ điểm thứ tư thì tôi cho rằng là trong những cái nhóm ngành mà nó có cái độ gọi là cũng mang tính chu kỳ của nền kinh tế, thì trong cái nhóm này thì thường thì chúng ta có bất động sản, có ngân hàng, có tài chính. Thì tuy nhiên là trong nhóm này thì tại thời điểm này thì chúng tôi ưu tiên là cái nhóm ngành bất động sản sẽ là những là cái nhóm ngành mà có cái độ diễn biến tốt hơn trong 6 tháng cuối năm. Vì cũng có từ một số chúng tôi quan sát là bất động sản trong 6 tháng cuối năm sẽ được hỗ trợ bởi thứ nhất là cái yếu tố cái nguồn cung tăng lên, thứ hai là cái yếu tố giá cũng đã tăng khá là nhiều trong thời gian vừa qua, và cái điểm thứ ba là cái trong cái bối cảnh mà lãi suất thấp thì cái nhu cầu mua nhà sẽ được kích hoạt trở lại. Đấy là bốn cái chủ điểm đầu tư cũng như là bốn cái ngành nghề, cũng như là một số ngành nghề mà chúng tôi cho rằng là sẽ có cái độ mà có cái độ diễn biến tốt hơn trong 6 tháng cuối năm cũng như là trong 6 tháng của đầu năm 2022. Hey, xin cảm ơn chia sẻ về các chủ điểm đầu tư của chị Hiền ha. Ok, xin mời thêm các bạn OX khác chia sẻ bổ sung, có bổ sung gì theo không? Xin mời anh Tuấn Hoàng phần các ý tưởng đầu tư sáu tháng cuối năm. Tôi hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của chị Hiền về ngành bất động sản. Tôi cũng rất là thích hai mã bất động sản, đó là Vinhome với Nam Long. Có một đặc điểm là cái quan điểm của tôi ấy là trong cái ngành bất động sản ấy, thì hôm qua vừa ngồi nói chuyện với cả mấy anh em thì có một chia sẻ này, tức là cái quỹ đất của Vinhome nó gấp 25 lần cái quỹ đất của Nam Long, nhưng mà vốn hóa của Vinhome là gấp 35 lần so với vốn hóa của Nam Long. Điều đó cho thấy rằng là Nam Long được định giá rất là rẻ. Đương nhiên Vinhome thì nó đắt, nhưng mà nó là công ty đầu ngành, quỹ đất nó rất là lớn, nó xứng đáng được định giá mức đấy, không nghi ngờ gì cả. Nhưng chúng ta so sánh giữa Nam Long Khang Điền thì cái quỹ đất của hai thằng này là tương đương nhau, nhưng vốn hóa của Khang Điền gấp đôi vốn hóa của Nam Long. Thì đó là một cái để mọi người có thể tham khảo đó. Thì ngoài ra thì tôi công nhận rằng là cái xu hướng đất bất động sản ven nó đang mở rộng ra, thì những công ty này sẽ công ty sẽ được hưởng lợi trong 6 tháng cuối. Đó là xu hướng thứ nhất. Xu hướng thứ hai là xu hướng phục hồi hậu Covid. Thì có một đặc điểm hậu Covid đây tôi muốn nói rằng là cái thay đổi thói quen người dùng. Ví dụ ngày xưa người tiêu dùng là ra chợ mua, nhưng mà bây giờ do Covid vừa rồi tôi đọc một bài báo rất là hay, đó là khi mà Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa chợ đầu mối thì lập tức là dân ồn đổ đi mua ở các cửa hàng siêu thị hiện đại, trong đó có Bách Hóa Xanh này, Co-opmart này, Vinmart này, rồi Bixi. Thì đó, cái khi mà với việc thay đổi cái thói quen tiêu dùng ấy, nó sẽ sinh ra một loạt cái ngành nghề mới và sẽ ăn thị phần của những công ty cũ. Thì rõ ràng là thế giới động trong rất nhiều năm qua, 3 năm qua, họ bị định giá ở mức thấp hơn cái năng lực của họ, bởi vì cái mảng Bách Hóa Xanh của họ kéo cái lợi nhuận đi xuống. Thì trong trường hợp đấy tôi nghĩ rằng là cái mức giá mặc dù vừa rồi thế giới động tăng rất là mạnh, nhưng tôi nghĩ rằng là nếu như Bách Hóa Xanh mà đang được chứng minh là thành công ấy, thì mức giá này vẫn chưa là gì cả, và hoàn toàn giá có thể tăng cao hơn nữa. Thì đó là câu chuyện của thế giới động. Và đương nhiên tôi cũng đồng ý với câu chuyện của P&J cũng là công ty khá là hay. Thì tôi nói thêm là P&J ấy, là ban lãnh đạo họ tầm nhìn rất là xa. Khi mà mọi người chưa nghĩ đến việc phát triển nghệ nhân vàng thì chị Dung đã nhìn thấy cái phát triển nghệ nhân vàng cách đây 10 năm rồi, đúng không ạ? Rồi khi mà Đông Á phát triển thì nhà đấy đã là công ty đầu tiên, tức là ngân hàng đầu tiên mang cái mô hình ATM về Việt Nam. Trong cái đó ở Việt Nam mình vẫn chưa phát triển ATM. Thì đấy là những cái tôi rất thích P&J ở góc độ tầm nhìn, tức là cái lãnh đạo của họ rất là tuyệt vời. Thì đó là cái góc nhìn thứ hai.
Góc nhìn thứ ba, như góc nhìn của anh hôm nay nghe anh Tú Anh nói tôi cảm thấy rất là hay, đó là cái việc mà Trung Quốc bị đóng băng cái việc xuất khẩu sang châu Âu, thì đấy là một hiệp định đầu tư đó, thì cái xu hướng mà người ta sẽ tiếp tục phải đẩy mạnh cái đa dạng hóa quốc gia chính trị, địa chính trị sang Việt Nam, nó khiến cho cái ngành bất động sản khu công nghiệp, rồi cái ngành mà logistics ví dụ như là GMD với cả cái cảng biển mới của họ nó rất là tốt này. Hai nữa là những công ty mà có cái quỹ đất rất là dồi dào mà họ đang triển khai được, thì đấy là những cái cơ hội chúng ta thể xem xét. Thì đấy là quan điểm của tôi về ba thứ trong 6 tháng cuối năm. Đương nhiên thì ở ngành ngân hàng vẫn có những cơ hội nhé, ví dụ như Techcombank tôi nghĩ rằng là vẫn còn rất nhiều cái câu chuyện hay ho sắp tới, nhưng mà nhìn góc độ ngành thì tôi thấy ba ngành này là ba ngành khá là triển vọng. Rồi, như vậy là cái quan điểm của hai ban analyst vừa chia sẻ thì tôi thấy là quan điểm của anh Tuấn có lựa chọn các mã mà thấy khá là match với lựa chọn của các nhà đầu tư ấy. Hồi nãy chúng ta thấy lựa chọn nhà đầu tư top số 1 là Mobile World, Techcombank, Vinhome, đúng không ạ? Thì đều là những câu chuyện mà anh Tuấn khá thích. Thế thì anh Hoàng, anh có bổ sung gì thêm về ý tưởng đầu tư 6 tháng cuối năm không? Và nếu mà so sánh cái lựa chọn ở trên này với lại lựa chọn của các nhà đầu tư, dường như là nó đang có một số điểm hơi khác một tí, thì anh có bình luận gì về tiền này không? Nhà đầu tư chọn nhiều nhất là bất động sản này, ngân hàng, bất động sản thì giống rồi đây, đúng không ạ? Thứ hai là ngân hàng và chứng khoán. Ba ngành chính. Thì nó hơi khác. Một số nhóm ngành thì anh có bình luận gì thêm không? Thực ra thì trước hết thì về 6 tháng đầu năm thì là bản thân công ty quản lý quỹ IPA là phụ nhà đầu tư thì cũng đầu tư tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng, tức là ngành ngân hàng lúc nào cũng chiếm tỷ trọng khoảng 1/3 danh mục đầu tư. Tuy nhiên thì từ thời điểm quý 3 là chúng tôi có một cái sự dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn, đúng theo những cái mà tôi đang tức là quan điểm là thận trọng hơn. Vào thời điểm quý 3 thì chúng tôi có tiến hành giảm tỷ trọng một chút ngành ngân hàng, nhưng ngành ngân hàng vẫn là một trong những ngành hàng đầu về chúng tôi lựa chọn của nền kinh tế Việt Nam, nhưng mà tỷ trọng nó sẽ không còn quá là cao như thời điểm quý 1 6 tháng 1 năm nữa. Nhưng ngân hàng vẫn là số 1, và cái phần tỷ trọng tăng lên đấy là ngành bất động sản, bởi vì là chúng tôi có một cái tầm nhìn là những cái công ty mà có những quỹ đất đã tích lũy trong vòng 5 năm trở ra đổi lại đấy, thì cái mức định giá của những công ty này chưa có dịch chuyển nhiều so với những tiềm năng của những công ty đó, và có rất nhiều những cái gương mặt về những công ty bất động sản sẽ xuất hiện trong những cái câu lạc bộ doanh nghiệp tỷ đô, và chúng tôi cũng đặt niềm tin khá là nhiều vào ngành bất động sản trong thời gian tới. Đấy, thế là hai ngành, thứ nhất là ngân hàng, thứ hai là bất động sản. Về ngành thép thì 6 tháng đầu năm rất là rực rỡ, nhưng nửa cuối năm chúng tôi đặt niềm tin vào ngành bán lẻ. Vào ngành bán lẻ với đấy sẽ là ba ngành trọng điểm mà chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào 6 tháng cuối năm. Có một cái lựa chọn của khách hàng của các nhà đầu tư lựa chọn, mặc dù là không nhiều bằng bán lẻ, ngân hàng và bất động sản, nhưng rất nhiều nhà đầu tư chọn ngành chứng khoán. Thì anh Hoàng có bình luận gì về cái lựa chọn này của các nhà đầu tư không? Là một ngành rất là tiềm năng, bởi vì quy mô hiện tại là rất là nhỏ so với cả vốn hóa của ngành ngân hàng. Tức là chúng ta hiểu là người dân Việt Nam là để ví dụ mới tính cá nhân thôi nhé, không tính tổ chức, là ví dụ như để 100 đồng ở ngân hàng thì mới để khoảng 2 đồng ở hệ thống công ty chứng khoán thôi, tức là gấp 50 lần nhau. Thế thì ở thời điểm hiện tại là khi mà nền kinh tế phát triển, GDP đầu người tăng lên thì người dân sẽ có xu hướng là đầu tư nhiều hơn, và qua đấy thì vốn hóa công ty chứng khoán sẽ tăng lên. Thế nhưng đợt vừa rồi là các công ty chứng khoán là đã đón nhận một cái mức tăng giá có thể lên đến từ 5 cho đến 8 lần trong 12 tháng vừa qua. Thì cái mức tăng đó thì theo tôi đánh giá là cũng phản ánh khá là phù hợp cái gọi là xu hướng diễn ra mạnh mẽ dịch chuyển của dòng tiền của người dân chuyển từ ngân hàng sang chứng khoán. Tuy nhiên thì cái quy mô vốn hóa hiện tại là theo tôi là cũng đã phản ánh cái mức tăng trưởng khoảng 1 đến 2 năm tương lai.
Nhưng ngành ngân hàng hiện tại tôi đánh giá là vẫn có thể có những cái ngành ngân hàng vẫn có giữ được cái mức tăng trưởng tốt. Vì vậy tôi vẫn chọn ngành ngân hàng thay vì ngành chứng khoán để giải ngân cho các nhà đầu tư. Rồi, ok, như vậy tổng kết lại cái phần các ý tưởng đầu tư ha. Thì bên cạnh một số điểm mà chị Hiền đã trình bày khá là rõ rồi và cũng có màn hình slide chiếu lên đó, anh chị có thể tham khảo lại rất là chi tiết. Ngoài ra thì về cái bình chọn của cái nhà đầu tư, tôi cũng rất là fair ha, tôi so sánh rất là fair giữa bình chọn nhà đầu tư và các chuyên gia, thì thấy là mọi người nhà đầu tư và các chuyên gia đây có chung quan điểm là đều chọn ngành bán lẻ, ngành bất động sản là những lựa chọn rất là quan trọng. Ngoài ra thì ngân hàng cũng là một lựa chọn nhưng mà so với 6 tháng đầu năm nó sẽ ít hơn, đúng không ạ? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ giao lưu tiếp ha. Có mấy câu hỏi dành cho anh Tú Anh là mọi người cứ gửi đi gửi lại suốt, mà hồi nãy giờ chúng ta dừng lại ở cái phần chiến lược quản lý tài sản với lựa chọn ý tưởng đầu tư, nên tôi sẽ quay lại cái phần Q&A với khách hàng ha. Khách hàng cứ tiếp tục đặt câu hỏi nha, tôi sẽ nhận cái này và đặt câu hỏi cho các chuyên gia. Có một câu dành cho anh Tú Anh. Các chuyên gia có khuyến nghị gì về chính sách tài khoá tiền tệ để đạt được mục tiêu kép không? Mục tiêu kép này mình hiểu là không chế được Covid mà vẫn tăng trưởng á. Hiện nay chính phủ đang làm mà cũng không có không có gì mới hơn. Thực ra là để đảm bảo cái đà phục hồi nó được bền vững thì vẫn tiếp tục thực hiện các cái chính sách hỗ trợ bảo vệ. Phải cầm được, cầm được. Thì chính phủ vẫn thực hiện cái chính sách hai cả chính sách tiền tệ và tài khoá để mà hỗ trợ cho quá trình phục hồi. Thì tuy nhiên là hiện nay thì chính sách tiền tệ đang hỗ trợ khá là mạnh mẽ, nhưng tuy nhiên thì lãi suất cho vay thì nó vẫn chưa được giảm như kỳ vọng. Thì cái yếu tố phải làm sao để hạ được cái lãi suất cho vay cho doanh nghiệp tiếp cận được một cách tốt hơn thì đấy là một cái điều quan trọng là thời gian tới. Cái thứ hai nữa thì về mặt nguyên tắc thì chính sách tài khoá bao giờ cũng sẽ là hỗ trợ là một cách trực diện hơn, tốt hơn cho doanh nghiệp trong cái thời điểm này. Thì có thể trong sắp tới thì cũng cần phải cân nhắc thêm một số cái giải pháp về mở rộng cái đầu tư công. Thì nghiên cứu lịch sử của tất cả các nước thì đều cho thấy rằng là đầu tư công là có tác động rất tốt đối với cái hỗ trợ tăng trưởng. Từ lịch sử xem xét các đánh giá của World Bank rồi của các cái trường phái Cambridge là đều cho thấy là như thế. Và những cái nước nào ví dụ như ở nước Mỹ Latin khi mà họ cắt giảm đầu tư công xuống 10% thì GDP nó bị âm. Thì như vậy là cái yếu tố đầu tư công có tác động rất tốt đối với cái hỗ trợ tăng trưởng. Thì Việt Nam trong thời điểm hiện nay đang có lợi thế rất là tốt, đấy là chính là cái giá cổ phiếu, giá trái phiếu chính phủ đang rất là rẻ, lãi suất không phải là giá, xin lỗi, lãi suất trái phiếu chính phủ đang rất là rẻ. Hiện nay theo tôi hiểu thì nếu mà kỳ hạn 2 năm đâu đấy 0.7%, kỳ hạn 5 năm thì đâu đấy 1.12%, và kỳ hạn 10 năm đâu đấy 2.245% gì đấy, nó khoảng khoảng đấy một cái mức tôi nghĩ là rẻ một cách không tưởng. Mà nếu có rẻ như thế thì chính phủ thì tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này để chúng ta có thể huy động nguồn vốn giá rẻ này và chính phủ trực tiếp đầu tư để giải quyết cái nút thắt về kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh, ví dụ như chúng ta có thể đẩy nhanh để thực hiện các cái dự án hiện nay đang làm, để chúng ta có đủ tiền đẩy nhanh tiến độ thì nó cũng giảm được chi phí, nhanh chóng đưa các cái dự án đấy vào hoạt động sản xuất thì nó lại tăng thêm được GDP và tăng hỗ trợ quá trình tăng trưởng. Thì đấy là một cái hướng người ta lại cũng phải tính tới. Vâng, rồi, hy vọng là khi sẽ được các chú anh đã trả lời được cái câu hỏi của quý nhà đầu tư ha. Quý nhà đầu tư cứ mong đợi nãy suốt giờ cứ đi với lại. Và xin cảm ơn. Ok, ta coi xem câu gì nữa nhé. Có mấy câu về anh chị cho em hỏi triển vọng về cổ phiếu ngành điện và năng lượng nói chung 6 tháng cuối năm. Cái này chắc là mời Hiền. Về triển vọng ngành điện thì đầu tiên là chúng ta phải nhìn lại 6 tháng đầu năm. Thì năm nay là một cái năm mà cùng với cái sự khôi phục của sản xuất thì cái lượng tiêu thụ điện tăng khá là mạnh. 6 tháng đầu năm là tăng 7%. Thì cái việc mà thiếu nguồn cung ấy,
ở Việt Nam ấy, nó luôn luôn nó diễn ra, và theo như là công thương ước tính ấy, thì là đến năm 2022 là chúng ta thiếu khoảng là 12 tỷ kWh. Thì điều đó chứng tỏ là ngành điện luôn luôn là một ngành mà có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên không phải là câu chuyện tiềm năng nó chưa đều cho tất cả, thì chúng ta phải nhìn vào từng cái phân khúc của ngành điện. Thứ nhất là điện than. Thì điện than thì 6 tháng đầu năm nó bị mất hạn chế là giá than tăng cao, và cùng theo những xu hướng mà sạch xanh hơn, sạch hơn, thì những cái quy hoạch trong quy hoạch điện 8, điện 7, điện 8 thì cái tỷ trọng của điện than nó cũng giảm bớt, cho nên là chúng ta không kỳ vọng nhiều ở điện than. Và trong cái nhóm đấy thì tôi kỳ vọng là thứ nhất là thủy điện, bởi vì thủy điện theo một số cái dự báo về mặt thủy văn ấy, thì trong 6 tháng cuối năm thì năm nay cái pha và La Nina nó sẽ nhiều khả năng nó sẽ diễn ra hơn, do đó là cái lượng mưa và những cái lượng nước nó khá là dồi dào, như này là một cái điểm quan trọng để hỗ trợ cho ngành thủy điện. Và một cái phân khúc mà tôi nhìn thấy là khá là tiềm năng trong tương lai đó là điện gió, vì chúng ta đã chứng kiến cái sự mà bùng nổ khá là mạnh của điện mặt trời trong năm 2020, khi mà nhà phát triển họ chạy theo cái hạn mà thực hiện cái giá thích. Thì đây chúng ta trong năm 2021 và đến 2023 thì chúng ta sẽ tương tự như thế, chúng ta sẽ chứng kiến cái sự bùng nổ của điện gió. Hiện nay thì nếu mà các doanh nghiệp nào, các dự án điện mà trước hoàn thành trước tháng 11 năm 2021 thì sẽ được hưởng mức giá phí đối với lại điện gió trong bờ, gần bờ là 8,5 sen, đối với lại điện gió ngoài khơi là khoảng 9 sen. Thì điện gió là một cái mảng mà tôi nghĩ là khá là tích cực trong vòng 2 năm tới. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng muốn kỳ vọng vào sự phát triển của điện LNG, bởi vì tuy nhiên là câu chuyện điện LNG nó khá là phụ thuộc vào cái việc mà chúng ta có hoàn thành cái kho cảng thị bãi nó có đúng thời hạn hay không. Do đó là trong nhóm của ngành điện thì có thể là tôi cho rằng là thủy điện cũng như là điện gió là những cái nhóm ngành mà sẽ có tiềm năng trong 6 tháng cuối năm. Rồi, xin cảm ơn chị Hiền. Điện thế thôi. Xin có một câu hỏi đặt ra cho anh Tú Anh. Từ ngày 1 tháng 10 2021, cái thông tư 08 trên 2020 TTNH gọi là cái hiệu lực, thì tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là giảm từ 40% hiện tại xuống còn 37%, thì liệu nó có tạo áp lực cho ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động cho các ngân hàng thương mại không? Trường hợp đến lúc đó nền kinh tế vẫn còn ảnh hưởng xấu bởi dịch Covid thì ngân hàng nhà nước có định hướng chính sách như thế nào? Và thêm một câu nữa, bạn hỏi là anh đánh giá thế nào về tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại hiện nay? Thứ nhất là câu hỏi về nợ xấu thì ở đây thì tôi không còn làm ở cái ngân hàng nhà nước nữa, thì cũng không thể đánh giá được. Nhưng mà thì có thể đánh giá chung là thế này, khi một cái đại dịch xảy ra và chúng ta cũng phải, ngành ngân hàng cũng phải hỗ trợ các doanh nghiệp, thì và doanh nghiệp thì có người vượt qua được, có người không vượt qua được, thì về cơ bản là nợ xấu nó sẽ tăng lên. Nhưng mà trong cái chiến lược của chúng ta ngay từ tháng 3 2020 mà chúng tôi xây dựng thì cũng đều nhấn mạnh một điều là ngành ngân hàng là cái trụ cột để hỗ trợ cho nền kinh tế nó phục hồi, do đó là bằng mọi cách ngành ngân hàng phải vừa hỗ trợ phát triển kinh tế nhưng phải giữ được cái sự an toàn của hệ thống. Thì nên là cái việc mà nợ xấu có thể gia tăng, tôi nghĩ là chắc chắn là nó sẽ tăng, bởi vì chắc chắn doanh nghiệp nó bị ảnh hưởng như thế thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nợ xấu đâu, thì chắc chắn là tăng. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái thời kỳ trong năm 2020 và đến 6 tháng 2021 thì ngành ngân hàng vẫn là gọi là perform rất là tốt. Về nếu mà chúng ta nhìn vào cái lợi nhuận và tất cả ấy, thì cũng tạo cho ngành ngân hàng có một cái khả năng để xây dựng cái quỹ dự phòng rất là tốt. Đấy, và chính những quỹ dự phòng này có thể là hỗ trợ cho họ để bổ sung giải quyết được cái vấn đề là nợ xấu. Thì đấy là vấn đề là nợ xấu. Thì tôi nghĩ là nợ xấu thì chắc chắn là đã được dự phòng, đã được dự kiến là nó sẽ tăng, nhưng mà cho đến nay thì tôi hiểu rằng là nợ xấu vẫn là to, có thể kiểm soát được và nó không ảnh hưởng lắm đến cái lãi suất
là một chuyện. Điểm thứ hai là cái thông tư về cái chuyện là nâng cái tỷ lệ mà dùng vốn ngắn hạn cho vay trong dài hạn xuống 37% đúng không? Vâng. Từ 40% đến 37%. Thì cái này thì nó là mọi cái thì như chúng ta nói trên thị trường tài chính ấy, là được tính lên rồi đúng không? Là price rồi đúng không? Được lợi nhuận tài trước rồi. Thì nó cũng sẽ không phải một cái gì là một cái bất ngờ để mà thị trường nó có thể sốc hay không sốc. Và cái thứ hai nữa là nó không ảnh hưởng lắm đến cái chuyện là ngân hàng. Ở đây ngân hàng thì chủ yếu là cho vay ngắn hạn, còn để cho vay trung dài hạn thì bây giờ nếu mà nói là thế thì là ngân hàng phải tiếp phải huy động trung dài hạn, thì ở đây là liên quan đến thị trường trái phiếu nhé. Và câu hỏi là như vậy thì bởi vì nếu mà dài hạn thì là phải chủ yếu huy động qua thị trường trái phiếu. Và trong thời gian tới thì tôi nghĩ là cái mức giảm 3% thì không phải nhiều đến cái nhu cầu phải huy động vốn dài hạn của ngành ngân hàng. Và điều này thì chủ yếu nó sẽ ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp bất động sản, là khi mà tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng nó sẽ khó khăn hơn, thì như vậy nó sẽ kích thích phát triển những cái doanh nghiệp bất động sản huy động vốn trên thị trường vốn, thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu. Vâng, xin cảm ơn anh. Có một câu hỏi dành cho anh. Hỏi anh Tuấn, Tuấn Hoàng, vì sao anh không chọn HDG mà chọn Vinhome và Nam Long? Có một bạn hỏi đích danh mình Tuấn Hoàng luôn. Hà Đô thì ra Hà Đô, câu chuyện Hà Đô thì họ bao gồm rất nhiều mảng. Thì thực ra đây có rất nhiều ngón tay ấy. Thực ra là nó kiểu năm ngón tay thì mình chọn ngón nào hơn, ngón nào không hơn thôi. Về cơ bản Hà Đô là một doanh nghiệp khá là tốt, nhưng mà ở góc độ của thiên thuần về bất động sản thì tôi đang chọn Vinhome và Nam Long. Còn Hà Đô thì họ có nhiều mảng hơn, họ bao gồm cả mảng điện nữa, rồi mảng nói chung là họ nhiều mảng hơn rất nhiều so với thuần bất động sản. Ok, có một câu nữa, tức là câu cuối. Ngành cảng biển sao mấy anh? Cảng biển, anh em nào muốn bình luận về ngành cảng biển không? Ngành cảng biển thì có một đặc điểm trước mắt, đó là ngành cảng biển nó đang rất là phân mảnh. Không phải doanh nghiệp nào cũng sở hữu được ăn toàn bộ mảng ngành cảng biển, mà họ bị giới hạn công suất đầu ra. Nên thành ra là trong ngành cảng biển ấy, doanh nghiệp nào mà có khả năng tăng được công suất thì là doanh nghiệp ấy sẽ được hưởng lợi. Thứ nhất. Thứ hai nữa là vì sao cái tăng công suất để hưởng lợi, bởi vì thời gian qua là cái mảng bất động sản công nghiệp của mình phát triển rất là mạnh, thành ra là cái nhu cầu mà vận chuyển ấy cũng tăng lên rất là cao. Thì hiện tại thì có GMT họ có cái cảng mới ở Tây Bình Linh, và giai đoạn một của họ, cái báo cáo gần nhất của Tuấn là kỳ vọng là đến năm nay là 80%, nhưng thực tế họ bảo họ sẽ phun xuất được ngay trong quý ba năm nay, tức là nó vượt quá kỳ vọng ban đầu của Tuấn đó. Thì trong trường hợp thế thì họ sẽ triển khai cái giai đoạn hai rất là nhanh, và trong điều kiện như vậy thì Tuấn tin rằng là cái công ty GMT sẽ được hưởng lợi rất là lớn trong cái mảng ngành cảng biển này. Còn các công ty còn lại thì họ đang rất là khó khăn trong việc mở rộng công suất, thì đấy là đặc điểm của ngành này. Một câu cho câu cuối cùng á, xin giới chuyên gia cho hỏi triển vọng ngành thép cuối năm 2021 và năm 2022. Về ngành thép thì lúc nãy có anh Tùng Anh có nói về cái việc giá thép tạo đỉnh vào tháng 5 năm 2021. Thì tức là giá thép tạo đỉnh ở cái thời điểm quý 2 thì nó dẫn đến là tức là khi mà nó là cái đầu vào cho những cái việc đầu tư công của chính phủ. Thì khi mà giá thép ổn định ở cái mức giá hiện tại mà không bị tăng quá cao thêm nữa, thì nó sẽ giúp cho các chính phủ sẽ giải ngân đầu tư công, kích thích tài khoá để hỗ trợ tăng trưởng GDP. Thế thì bản thân Trung Quốc là một người chơi rất là lớn, cung cấp đến hơn 50% sản lượng thép toàn cầu. Thì Trung Quốc cũng nằm trong cái pha là cần phải kích thích đầu tư công. Và Việt Nam chúng ta là cũng tiêu thụ thép rất là lớn và tiềm năng tiêu thụ thêm những năm tới là cũng phải tiêu thụ đến vài chục triệu tấn hoặc thậm chí là hàng trăm triệu tấn thép trong 10 năm tới. Thì các công ty thép như là Hòa Phát là công ty đầu ngành và tăng trưởng được cái sản lượng, thì là một trong những công ty mà có thể đầu tư để đi dài trong cái quá trình mà tăng công suất. Tuy nhiên thì những cái công ty khác mà không tăng được cái công suất ấy, thì chúng ta cũng phải
rất là nghiêm túc nhìn lại là giá thép thì nó có tính chu kỳ, và nếu như mà không tăng được công suất thì lợi nhuận nhân với sản lượng thì lợi nhuận trên một tấn thép chẳng hạn thì nó chắc chắn là sẽ biến động, và bây giờ nếu như là giá thép tạo đỉnh thì lợi nhuận sẽ cũng tạo đỉnh. Thì những công ty mà không tăng được cái sản lượng thì chúng ta nên phân bổ sang những công ty có thể tăng được sản lượng như Hòa Phát. Ok, xin cảm ơn cái chia sẻ của Hoàng. Như vậy đây cũng là cái câu trả lời cuối cùng. Thì hiện giờ là chúng ta đã qua đến hơn 2 tiếng rồi mà vẫn rất mong các quý giờ tôi vẫn tiếp tục đang xem trực tiếp ha. Thì tôi xin thay mặt cho bà Nô xin tổng kết lại một số điểm trước khi chúng ta kết thúc cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Thứ nhất là về bức tranh vĩ mô, thì anh Tú Anh đã đưa ra quan điểm rằng là mặc dù là yếu tố Covid lần thứ tư nó có thể làm ảnh hưởng đến một chút về mặt tốc độ, nhưng tuy nhiên anh cho rằng là trong sáu tháng cuối năm thì có những yếu tố nó cũng hỗ trợ, đặc biệt là về mặt chính sách và đặc biệt là đầu tư công cũng như là các cái chính sách về tiền tệ. Ngoài ra có thêm một cái nữa là yếu tố cầu từ bên ngoài cũng rất là mạnh mẽ, thì đó là những yếu tố có thể hỗ trợ chúng ta đạt được sáu tháng cuối năm mặc dù là rủi ro vẫn có. Về mặt thị trường thì các analyst, các chuyên gia của chúng ta cho rằng là về mặt dài hạn thì thị trường Việt Nam hoàn toàn có một cổ rất lớn, nhưng mà tuy nhiên trong ngắn hạn thì với cái mặt bằng định giá hiện tại thì nó cũng ở mức hợp lý, đúng không? Và nó còn có thêm thời gian để mà lợi nhuận nó tăng lên để nó kịp với cái tốc độ như vậy. Tuy nhiên thì cơ hội nó sẽ vẫn tiếp tục rộng mở trong quý 4 cuối năm và những năm tiếp theo. Nên là các nhà đầu tư cứ hoàn toàn tin tưởng vào cái cơ hội của chúng ta rất là nhiều. Trong cái câu chuyện về quản lý tài sản thì các chuyên gia cũng đã cho chúng ta một cái cách tiếp cận theo tháp tài sản rất là hay, đúng không? Từ cái chia sẻ của anh Tuấn cũng như anh Hoàng về chuyện là chúng ta nên có những cái phần để dành cho cái tầng tài sản đảm bảo này, rồi phần đầu tư định kỳ, đúng không? Hàng tháng trích vô mua đều đặn các loại tài sản tốt, chúng ta sẽ có một cái sự an tâm rất là nhiều. Phần còn lại thì anh chỉ có thể linh hoạt về để gửi cái ngành cũng như là cổ phiếu để mà cho danh mục đầu tư. Thì chị Hiền, giám đốc trung tâm phân tích đã đưa ra các cái ý tưởng, có 4 cái trụ điểm rất là lớn và những cổ phiếu đã được gửi rồi. Và từ cái bình chọn của các quỹ đầu tư thì chúng ta thấy là cũng giống nhau, giống từng quan điểm với các chuyên gia ở những cái nhóm ngành lớn có câu chuyện cuối năm, ví dụ như là ngành bán lẻ hay là ngành bất động sản, đúng không? Hay là một phần của ngành ngân hàng và một số cái ý tưởng của mấy ngành khác, ví dụ logistics này, v.v. và cổ phiếu cũng được đề cập ra khá nhiều. Thì sau cái buổi này chúng tôi sẽ wrap up lại và gửi lại cho các nhà đầu tư những cái điểm lớn ở đó, ví dụ như là slide về các cái chủ điểm đầu tư và lựa chọn bình chọn của các nhà đầu tư luôn, để mọi người có thể xem lại những cái câu chuyện lớn được thảo luận trong ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng thấy là qua lựa chọn nhà đầu tư thì nhà đầu tư đa số vẫn chọn là từ đây đến cuối năm VN Index sẽ ở cái vùng cao hơn ở cái mức này, tức là nhiều nhất là từ 1.400 đến 1.500 và từ 1.500 đến 1.600, thì cái này nó cũng khá là khớp với cái mức dự báo của trung tâm phân tích của VN Index đề cập trong báo cáo chiến lược mới được xuất bản trong tuần vừa rồi. Các nhà đầu tư có thể tham khảo đầy đủ các câu chuyện đó trong báo cáo của VN Index ha. Một lần nữa là cảm ơn các nhà đầu tư đã tham dự và trao đổi rất là nhiệt tình với các chuyên gia, và xin cảm ơn các panelist, cảm ơn anh Tú Anh, cảm ơn Hiền, cảm ơn Tú, cảm ơn anh Hoàng. Chúng ta tạm biệt ở đây ha. Rồi mọi người nhé.